Vâng, Tín Hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì lâu lâu hôm nay lên một cái video xả kho một cái một số mã hàng bên em thanh lý nhá bác nhá. Một số mã hàng bên em sẽ giảm giá để các bác cùng cập nhật lại mức giá mới. Để các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em, các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên. Đấy, cứ mua hàng từ 200 trở lên mà bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán nha. Thì em sẽ đi về những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rất nhiều những cái mã hàng thanh lý, xả kho, giá cực tốt, các bác cùng đón xem hết video nhá. Đấy, để săn những cái mã hàng ưng mã nào cứ alo liên hệ trực tiếp em chốt đơn. Rồi cái mã đầu tiên đi em lên mã xả kho luôn cho bác, đó là cái cọ vệ sinh con vịt này, cọ vệ sinh các bác chuyên dùng để cọ vệ sinh toilet các thứ nhá, rất tiện dụng luôn. Đó thì em báo cái giá thanh lý hôm nay luôn. Đó đi. Bữa trước bên em đang bán giá sản phẩm này đang bán là 90.000, hôm nay em còn ít em thanh lý xả luôn bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cọ cọ vệ sinh nhá, cọ toilet hoặc là cọ WC hình con vịt. Đó, giá của nó đang xả bác là chỉ có 50.000 một cái thôi. 50.000, cái này về rất là hay. Đấy, về các bác dùng để cọ, chuyên dùng cọ nhà tắm đấy, cái này nó có hướng dẫn lắp đặt này. Thì khi mà gửi tay bác thì nó sẽ tháo rời ra, thì về các bác lắp vào là xài thôi. Đấy, con này dễ dễ lắp cực mà. Đấy, ấn em cái đầu này vào này. Đó, kêu tạch cái này vào. Đó, thì đây là cái cây cọ chính. Còn đây là cái này là cái giá đỡ nhá, cái giá đỡ. Cái con này thiết kế cả cái giá đỡ, rất là hay. Đấy, lắp cái chân con vịt vào này. Đấy, và đi kèm là nó có một cái miếng dính đằng sau. Cái sản phẩm này rất là hay là các bác đi kèm là nó có một cái miếng như này, là về các bóc cho miếng ra, dắt vào đây và các bác dính nó lên tường, và lúc nào mà các bác dùng xong là các bác để luôn đây cho đó, để ở đây là nó sẽ khớp vào, nhìn nó sẽ che đi, nhìn nó rất là thẩm mỹ nhá, thì nó đỡ kiểu là nó đỡ thô. Đấy, các bác cho đây, và ví dụ các bác dính cái tường thì nó rất là tiết kiệm diện tích nhá, nó không bị bình thường là các bác hay để xuống đất các thứ, giờ nó rất là hay bừa bộn. Đấy, nhưng khi mà các bác dán lên tường, sau đó các bác để cái này vào là nhìn nó rất là gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp này. Đấy, nhìn vào cái nhà vệ sinh nhìn thấy rất là đẹp, sạch sẽ rồi. Đấy, và đây là cái cây chổi chính này, nó sẽ có một cái đầu silico nó dẻo dẻo này. Đấy, có những cái gai để các bác cọ này, và một cái đầu bàn chải nhá, một cái đầu bàn chải để các bác cọ rửa rất ok luôn. Đấy, thì đây chọn một cái bộ này, giá của nó sẽ là đi em đang xả kho, giá của nó sẽ là 50.000. Đấy là một chổi và một cái giá đỡ đi kèm, về các bác bóc cái miếng dính này ra, các bác dính lên tường, các bác cho lên, và khi nào dùng xong các bác bỏ vào. Đấy là sẽ đậy kín với nhà, ok. Đấy, một bộ này là 50.000 nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cây chổi cọ vệ sinh con vịt. Đấy, cây chổi cọ vệ sinh, cọ WC con vịt, giá của nó sẽ là đi 50k đấy, các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm này. Cái cây này ok lắm. Chiếc cọ toilet được thiết kế thông minh có thể cọ sạch từng ngóc ngách của bồn cầu. Tại sao không? Chính là chiếc cọ toilet hình vịt này đây, được tích hợp hai đầu cọ linh hoạt. Một đầu cọ dẹt silicon dẻo có thể uốn cong để làm sạch các góc chết. Một đầu cọ mềm dễ dàng làm sạch bụi bẩn và vi khuẩn trên bề mặt, lại không hề gây sức men bồn cầu. Đi kèm là chiếc hộp để cọ treo tường. Sẽ luôn được giữ sạch sẽ và khô ráo, không gian nhà tắm cũng gọn gàng hơn hẳn nữa. Đó, mọi người nhìn xem, cọ bồn cầu vô cùng linh hoạt và dễ dàng luôn. Sản phẩm mình để trong giỏ hàng, mọi người bấm vào tham khảo nha. Đấy, hiện tại đang được giảm giá rất tốt luôn, đang được giảm giá xả kho, giá chỉ còn có 50.000 một cái thôi. Lên mã em sẽ là cái cây cọ vệ sinh hình con vịt của nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái túi thuốc diệt rong rêu nhá. Nhà bác nào mà sân sướng hiện tại đang rất nhiều rong rêu, mà đặc biệt là đang cái mùa mưa này, rong rêu nó ra sân ra sướng rất là nhiều. Đấy, rồi ví dụ như là trẻ em này, người già này, các thứ này đi lại rất là nhiều, mà chẳng may là có trượt cái mà dập bông cái thứ xuống là rất là nguy hiểm nhá. Đấy, thì các bác mua trong cái thuốc diệt rong này về, thì một túi này là 500g, mà trên này là nó có hướng dẫn sử dụng luôn. Đấy, pha 500g với 5 lít nước các thứ này. Đấy, các bác đổ ra, sau đó các bác dùng cái những cái cây chổi rễ thứ, giờ các bác gì các bác quét cho nó thấm cái thuốc này vào, là nó sẽ để một lúc, sau đó các bác xả nước là nó sẽ bong hết những cái chân rêu chân rong đi. Đấy, nó không bị trơn trượt nhá, và rất là sạch sẽ, đặc biệt là những cái nền bê tông thứ, giờ những cái nền rong rêu rất là sạch luôn. Một túi là 500g, nhưng em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái túi thiệt thuốc diệt rong rêu 500g, giá của nó sẽ là đi 40.000 nhá, 40.000 cho một cái túi thuốc diệt rong rêu này. Đấy, 40.000 một túi thôi. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế test sản phẩm này, rất là sạch luôn đấy nha. Đây. Đấy. Một tuần nay là miền Nam mưa liên tục, không thấy ánh nắng mặt trời đâu luôn các bạn. Và cái thời điểm này rất là thuận lợi cho rong rêu phát triển. Nhà bạn nào mà có nền bê tông á, là rong rêu nó phát triển cực kỳ nhanh luôn. Đi đâu cũng thấy rêu. Nhà mà có thêm người già rồi là trẻ em hay bà bầu á, đi ở trên những cái nền rong rêu như thế này, trơn trượt rất là nguy hiểm. Cái bịch tẩy rong rêu này mình mua được ở trên TikTok. Và bây giờ mình sẽ thử ở trên cái nền sân này luôn nhé. Thank you.
Đấy có thấy không? Đấy sau khi mà rắc cái bột này lên và các bác quét qua quét lại này thì khoảng để 30 phút sau là nó rất là sạch luôn này. Chưa dùng này. Trong rêu còn nguyên nha. Đấy cái chỗ này nha, tẩy rồi mà rất là sạch luôn này. Đấy, có thấy không? Sau khi mà tẩy xong nhìn nó sáng sáng bong luôn này. Đấy, không còn rong rêu thứ nhá, không có hiện tượng trơn trượt nhá, rất là sạch sẽ ok luôn. Đấy, mua 1-2 gói này về các bác tẩy cả sân nhà mình luôn. 40.000 một cái túi thuốc diệt rong rêu được không nhá. Sau đó thì đây em lên luôn cho bác mang đó là cái lọ bột thông cống này. Đấy, về các bác nào mà những cái cống nhà mình hiện tại đang tắc này, đang chảy chậm này. Đấy, rồi ví dụ là lâu ngày các bác dùng. Đấy, đặc biệt là những cái dầu mỡ đứa giờ nó động cặn và nó két vào. Đấy, cống nước thứ chảy rất là chậm. Đấy, có hiện tượng tắc thì các bác mua cho em cái lọ này về nhá. Các bác cứ đổ trực tiếp vào cái cống nhà mình, sau đó là các bác đổ cho em thêm ít nước sôi vào để nó tăng cái phản ứng hóa học lên. Đấy, nó là dạng bột nhá, nó dạng bột. Đấy, về các bác cứ đổ trực tiếp cái bột này vào trong cái cống nhà mình, đổ cho em thêm ít nước sôi vào là nó sẽ tăng phản ứng hóa học lên, nó sẽ tạo được những hiện tượng là chảy chậm nước này, rồi là tắc cống có thứ nhà mình rất ok luôn. Đấy, thông tắc cống này, khử mùi này, diệt khuẩn này rất ok. Em báo giá luôn nhá, một cái lọ thuốc bột thông cống nha, thì em đang gửi bác giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k thôi. Đấy, 20.000 một cái lọ bột thông cống này. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này, cái này dùng rất ok, cái này em bán rất là nhiều này. Đây nghĩ là chán con này, Tết nhất đến nơi rồi mà cái bồn rửa bát nhà mình nó bị tắc thế này đấy, mấy ngày rồi mà không hết tắc, bát đũa ăn xong không dám rửa luôn. Nhưng mà tìm hiểu thì thấy có cái bột thông tắc này, mua về thử nghiệm và review luôn cho cả nhà xem nhá. Nó này trước khi đổ bột vào thì phải cho ít nước các bạn nhá, có nước thì nó mới phản ứng hóa học được, kiểu như là nó phân hủy những cái chất cặn bã ở gì đấy ấy. Bây giờ tiến hành đổ bột vào xem thế nào nhé. Thời gian đổ bột thì mình nghĩ là cứ đổ vào buổi tối xong rồi ngâm cả đêm rồi sáng ra nó sẽ hiệu quả hơn, mới đổ mà xả nước luôn là sẽ không được đâu các bạn nhá. Đổ được một lúc thì nó phản ứng hóa học nó sủi bọt lên rất nhiều. Đây là quá trình nó phân hủy những cái chất cặn bã để cho nó mịn ra và thông cống nha. Quan sát thì một lúc sau mình đã thấy cái bột nó bị thụt xuống, chứng tỏ đã thông được một phần rồi. Nhưng tốt nhất mình cứ để qua đêm cho chắc ăn các bạn nha. Sản phẩm này mình thấy ổn đấy, các bạn tham khảo nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, em báo giá luôn 20.000 nhá, 20.000 một cái lọ bột thông cống nhá các bạn nhá, 20k. Một cái sản phẩm rất là hay để về cho các bác nào chuyên sử dụng máy giặt này, đó là cái quả bóng giặt ma thuật nhá. Đấy, cái này thì hay gọi là cái quả bóng giặt ma thuật, thì bên em sẽ bán nó combo là một lúc là 10 quả một các bác nhá, 10 quả một thì sẽ bán theo combo là 10 quả một. 10 quả thì bên em sẽ gửi bác giá sẽ là đi 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái combo quả bóng giặt. Đấy, combo 10 quả bóng giặt này. Đấy, 10 quả bóng giặt giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 một cái combo 10 quả nha. Đấy, bán một lúc là 10 quả luôn. Về các bác sử dụng nhá. Cái này về dùng hay lắm. Đặc biệt là cho các bác dùng máy giặt nhá. Cửa ngang, cửa đứng đều được luôn. Các bác giặt quần áo là hay cái tình trạng là quần áo là nó cứ dối với nhau, và thứ hai là nó không sạch. Đấy, các bác mua cho em cái quả bóng giặt ma thuật này về. Chất liệu của nó là bằng silicone nhá, và nó có những cái múi như này. Đấy, những cái múi như này là khi vào trong lồng giặt nó sẽ tác động cùng với quần áo thì nó sẽ va chạm với cái quả bóng này. Đấy, và nó sẽ làm sạch quần áo, và thứ hai là khi mà các bác lấy quần áo ra nó không bị rối nhá, thì những cái viên này nó sẽ làm chống rối quần áo nhá. Đấy, quần áo sẽ phẳng đẹp hơn, thứ hai là quần áo sẽ sạch hơn. Đấy, giúp quần áo sạch hơn. Nói chung nó gọi là cái quả bóng giặt ma thuật. Cái này dùng rất là hay. Đấy, bán một lúc là 10 quả luôn. Bán một lúc là 10 quả với giá sẽ là 30.000 cho 10 quả bóng giặt ma thuật nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là combo 10 quả bóng giặt ma thuật, giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này, cái này dùng hay lắm. Đây. Các bác cùng coi này. Các bạn nên thử của bóng giặt này. Đặt một ít trước khi giặt, bạn không còn phải lo lắng quần áo bị bường víu nữa. Chất liệu silicon không làm hỏng quần áo, điều quan trọng là tăng ma sát. Wow, bộ quần áo này mềm như giặt bằng tay vậy, có thể dùng trong 10 năm, rất tiết kiệm và rẻ phải không nào? Mua ngay ở giỏ hàng nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, mỗi lần mà các bác giặt quần áo các bác cứ thả tất vào cho em. Đấy, khi mà giặt xong là các bác cứ lấy quần áo ra, còn cái này các bác cứ để lại trong máy giặt được, không vấn đề gì cả nhá. Lần sau các bác lại cho quần áo vào, và cái này lúc nào nó cũng trong máy giặt này. Chống rối quần áo này, giúp quần áo sạch hơn, thơm hơn. Giá của nó sẽ là 30.000 một combo 10 quả nhá. Rồi tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái set bao tay lao động này, set bao tay lao động 12 đôi và có bán lẻ cho bác luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái set bao tay lao động nhá. Một lố là 12 đôi nhá, một lố là 12 đôi và bên em sẽ có bán lẻ và bán theo combo. Đấy, nếu mà các bác mua theo lố thì một lố là 12 đôi. Đấy, một lố bao tay lao động này. Lao động một lố là 12 đôi, giá của nó sẽ là 70.000. Đấy, còn nếu mà các bác lấy lẻ một đôi, giá của nó sẽ là 10.000 nhá. Lấy lẻ một đôi là 10.000, còn các bác mua theo một combo một set 12 đôi là 70.000 nhá. Đây,
một set của nó đây, một set này là 12 đôi này, là nguyên bịch này luôn, là 12 đôi. Về các bác dùng chuyên dùng để lao động này. Đấy, các bác phụ vữa này, sách sách vữa, rồi là các bác phụ hồ, rồi các bác làm thợ xây, các bác làm vườn, làm tược, làm những công việc tay chân, dùng con này rất ok luôn. Ở đây nó có những cái gai bằng cao su ma sát rất tốt này. Đấy, thì các bác đi vào, con này nó dạng co giãn 4 chiều nhá, nên là các bác tay to tay nhỏ đi hết luôn. Đấy, như tay em nó khá là to, đi rất là vừa luôn này. Đấy, tay to tay nhỏ đi hết luôn nhá. Đây. Đấy, tay to tay nhỏ đi hết luôn này. Đó, nó là dạng freestyle, nó co giãn 4 chiều nên các bác đi thoải mái nhá, và đi vào nó rất là ôm tay. Nó những cái gai cao su. Đấy, ma sát các bác cầm nắm không lo trơn trượt, hoặc các bác có thể là dùng cái con bao tay này, các bác lái xe lái cộ cũng thoải mái luôn. Đó. Một set bao tay lao động như này có nhá, là 12 đôi, giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000 là một set là 12 đôi. Còn các bác muốn mua lẻ một đôi một, đấy, mua lẻ một đôi một nha, thì bên em đang bán lẻ một đôi bao tay lao động như là 10.000, các bác lấy lẻ bao đôi tính tiền bấy đôi. Còn các bác lấy cả set là 12 đôi, giá là 70.000. Nếu mà các bác có nhu cầu dùng nhiều thì theo em các bác cứ nên mua cả một set này, về dùng được lâu mà nó giá nó rẻ, mua cả set này nó 70.000 thôi, 12 đôi luôn. Đấy, giá nó quá rẻ bình dân nhá. Đấy, bao tay lao động nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái kẹp chuột, bẫy chuột thông minh nha. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 15.000 nhá. Nhà bác nào nhiều chuột mua cái bẫy này về rất nhạy luôn. Đấy, 15k nhá. 15k một cái bẫy chuột nha. Các bác lấy 10 chiếc, 10 chiếc thì bên em là giá sẽ là 150.000, bao ship cho bác luôn. Cứ lấy 10 chiếc là được bao ship, còn các bác mua lẻ một chiếc là 15.000. Chất liệu của nó toàn bộ bằng nhựa này và có phần lò xo bằng thép nhá. Lò xo này nó đẩy cực kỳ căng và rất là khỏe luôn. Đây em sẽ hướng dẫn các bác cách dùng luôn này. Thì về các bác dùng hai tay này, hai ngón tay các bác lấy đây và bên dưới các bác đỡ bàn tay này, các bác ấn mạnh xem. Đấy, nó khớp vào lẫy cái, thế là xong. Đấy, các bác không dùng như những cái dòng bẫy chuột truyền thống rất là nguy hiểm, nhưng con này dùng nó rất là nhàn. Các bác chỉ việc ấn mạnh những cái là nó sẽ khớp vào, là cứ thế này. Các bác bỏ mồi bên trong này. Đấy, và các bác để vào những cái chỗ nào chuột nó hay đi lại này, rồi ví dụ như là những cái chỗ mà đầu hang các thứ rồi các bác bỏ vào. Đấy, rất ok. Đây em sẽ test bác con này. Con này dí nhẹ cái sập luôn này. Đấy, thấy không? Rất nhạy nhá. Đây. Test lại bác phát nữa này. Đấy, dí nhẹ cái là sập luôn nhá. Dí nhẹ cái sập luôn này. Đấy, rất nhạy luôn. Đó, nhạy lắm. Nói chung là chuột chỉ có chạm nhẹ vào cái phần miệng này này. Đấy, chạm nhẹ vào phần miệng cái là sập ngay nhá. Đấy, mà đây cái này em lấy tờ giấy rất là nhẹ, nhưng còn chuột chân chuột là vào nó rất là nặng luôn, là vào cái là sập ngay. 15k nhá. Đấy, 15.000 một cái bẫy chuột nhà. Còn các bác lấy 10 chiếc, đấy 10 chiếc là 150.000, bao ship cho bác luôn. Còn lấy lẻ một cái là 15k. Rồi, một cái sản phẩm rất là hay ho này mà lâu lâu quay cho bác này, đó là cái bộ kẹp nóng nhá. Các bác cứ lên mã cho em xem cái bộ dụng cụ kẹp gấp nóng nhà bếp này, em báo giá luôn. Bộ này bên em gửi bác giá rất bình dân thôi, 40.000 các bác sở hữu cho em bộ này luôn. Đấy, 40.000 một bộ nhá. Bộ này về những cái đồ ăn thức uống nhà mình, đấy, đặc biệt là những cái món mà các bác hấp cách thủy ấy. Đấy, mà các bác để cả những cái bát, những cái đĩa ở bên trong lò vi sóng này, hoặc là ở trong những cái nồi hấp này nó rất là nóng. Đấy, thì các bác mua trong cái bộ này về để các bác sử dụng nhá, rất là hay luôn. Đây, nó sẽ gồm có là một cái kẹp như này. Đấy, một cái kẹp này thì các bác có một cái đĩa thức ăn này này, các bác muốn kẹp vào. Đấy, thì các bác kẹp vào. Đấy, và các bác nhấc nó lên nhá. Đấy, các bác nhấc nó lên này rất ok luôn. Đấy, rồi là một cái kẹp tay nữa. Đấy, ví dụ các bác có những cái đĩa đồ ăn, bát đồ ăn, các bác kẹp nó vào, các bác nhấc nó ra, nhấc nó ra khỏi những cái xoong mà hiện tại đang rất là nóng. Bình thường là các bác không thể dùng tay, các bác cho tay vào các bác cầm trực tiếp được, thì các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. Đây một bộ đây, nó rất nhiều chi tiết luôn, cả đây này, đây là cả cái miếng lót tay này, cái này là cái miếng lót tay nhá. Đó, đây em lấy cho bác coi cái miếng lót tay. Cái này là ví dụ những cái xoong nóng thì bây giờ các bác lấy cái này. Đấy, để các bác kẹp nó vào để các bác lót tay nha. Đây, kẹp nó vào đây. Đấy, cho vào hai cái ngón tay các bác kẹp này. Đấy, kẹp nó vào để các bác bắt những cái đồ xoong nóng ra, hoặc là ví dụ như các bác luộc trứng, con này cũng rất hay luộc trứng các thứ này. Các bác lấy cái này, các bác cặp luôn cái quả trứng và các bác cầm trứng ra luôn cũng được luôn. Đấy, rất ok. Rồi là ở đây nó còn một cái chi tiết nữa này, cái này gồm 3-4 món cơ. Cái này là cái lót đế, lót nồi. Đấy, ví dụ như nhà các bác mà hay có những cái bàn bếp các thứ này mình, hoặc là những cái chỗ bàn ăn mà nó hay mặt kính, bình thường các bác để những cái nồi lên là rất hay dễ bị vỡ. Đấy, thì các bác giả cho cái này lên. Ở đây nó có những cái gai silicone chống trơn trượt này. Đấy, thì đây một bộ này là gồm 4 món này luôn. Đấy, mà giá thì cũng chỉ có 40.000 thôi, sử dụng nhà bếp cực kỳ là ok luôn. Đấy, lên mã em sẽ cái bộ kẹp nóng nhá, bộ kẹp nóng nhá, sử dụng nhà bếp nhá. 40.000 nhá, 40.000 một cái bộ kẹp nóng nhà bếp nhá. Đây các bác cùng xem cái thực tế cái video về sản phẩm này.
Đấy các bạn cùng coi này. Bạn đã có bộ dụng cụ kẹp đồ nóng như này chưa? Nó sẽ là trợ thủ đắc lực trong việc nấu ăn của bạn đấy. Có thể sử dụng loại dụng cụ nào cũng nhấc nó lên được. Giờ đây bạn không còn lo bị bỏng tay khi nấu nướng nữa rồi nhé. Bạn đã có bộ dụng đấy, thực tế về sản phẩm của anh nhìn này. Đấy, bình thường là những cái đĩa ở trong nồi hấp này, quả trứng nó rất là nóng này. Đấy thì các bác sẽ dùng cho em những cái bộ kẹp các thứ này. Các bác gấp nó ra một cách dễ dàng, không cần phải đụng tay vào luôn mà không thấy một tí nóng luôn. Rất là hay nhá. Đó, đấy, bình thường các bác cứ hay về những cái khăn kia các thứ các bác dí vào rất là bất tiện nhá. Đấy thì các bác mua cho bộ này về. Nói chung là dùng nhà bếp bộ này thì quá là hợp lý luôn. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 40.000 thôi. Đấy, tội gì các bác không mua sắm một cái bộ đồ bếp sản phẩm thông minh và hữu ích này để mua về dùng gia đình rất là hợp lý rồi. 40k một bộ kẹp gấp nóng nhá. Đấy, 40k một bộ. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm về gia đình cũng rất là hợp lý này. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái bộ sạc pin tiểu nhá. Đấy, bộ sạc pin tiểu. Em báo giá luôn, một bộ này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 70.000 nhá, 70.000. Đấy, một bộ này sẽ bao gồm là một sạc và 4 viên pin. Đấy, 70k nhá, 70k. Bộ sạc pin tiểu nhá. Đấy, bộ sạc pin tiểu. Là một bộ này là gồm có một cái máy sạc này, đây, một máy sạc, một sạc này là một lúc sạc được là 4 viên pin. À, 4 viên pin. Và nó có thể sạc được hai loại pin, đó là pin 2 chữ A và pin 3 chữ A nhá các bác nhá. Đấy, những cái pin phổ thông các bác dùng để điều khiển các thứ này. Dùng cho điều khiển ô tô đồ chơi thứ dùng rất là nhiều những cái hai luôn. Các bác mua cho em cái bộ này về. Thì đây, một bộ nó sẽ như này. Là một bộ sạc và đi kèm là 4 viên pin nhá, 4 viên pin. Đấy, thì một bộ sạc này bên em đang gửi các bác giá sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ sạc pin tiểu nhá. Bộ sạc pin tiểu. Giá của nó sẽ là đi 70.000 các bác nhá, 70.000. Đấy, đấy là đi kèm cả pin rồi. Đấy là pin này của nó sẽ là pin 2 chữ A này, dung lượng là 700 mAh, công suất là 1.2V nhá. Đấy, thì về các bác lắp vào đây là các bác sạc thôi. Một bộ này là 70.000. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm pin, nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một vỉ pin như này, một vỉ pin 2 chữ A như này. 2 chữ A này. Giá của nó sẽ là 30.000 một vỉ nhá, chỉ có 30.000 thôi. Giá nó rất là hạt rẻ bình dân, 30.000. Đấy, 30k một cái vỉ pin mua thêm như này các bác nhá, 30k. Còn nếu mà các bác nhiều bác muốn hỏi là có cái pin nhỏ hơn không? Đó là cái pin 3 chữ A các bác nhá. 3 chữ A thì nó sẽ là pin nhỏ hơn đây. 3 chữ A này. Đấy, A này. 600 mAh. Pin này thì bên em cũng bán đồng giá cùng với pin kia luôn, cũng là 30.000 nhá. Cũng là 30k luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là mua thêm một vỉ pin 3 chữ A. Đấy thì một vỉ này bên em đang bán cho bác là 30.000. Đây em sẽ so sánh với bác này. So sánh hai là pin này. Đấy, pin này là pin 3 chữ A này, nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, còn cái pin 2 chữ A thì nó sẽ là to hơn. Nhiều bác hay gọi là cái pin này là pin trung này, còn cái pin này là pin tiểu này, cực tiểu này. Đấy thì đây thì em bên em hay phân biệt là bằng chữ nhá. Đấy, là cái loại một loại là nhỏ nhỏ nhất đấy là bên em đang bán là 3 chữ A này này. Đấy, 3 chữ A này của nó sẽ là đây này, 3 chữ A là nhỏ nhất này, còn cái loại vừa vừa thì là 2 chữ A, đây 2 chữ A này. Đó, 2 chữ A nhá. Đấy thì nó sẽ là to vừa. Thì bán đồng giá cho bác là 30.000 một vỉ nha. Là cứ mua thêm là 30.000 một vỉ, còn bên em bán một bộ sạc nha là 70.000 nhá. Một bộ sạc là bao gồm là một sạc và 4 viên pin là 70.000. Đấy là cái về cái bộ sạc pin tiểu các bác nhá. Cái này về cứ cắm trực tiếp vào điện 220 cho em là các bác xài thôi. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác đó là cái bộ mũ khoan tháp của thương hiệu Unica này. Unica. Bộ này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, em báo giá luôn nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái bộ mũ khoan tháp Unica của thương hiệu Unica, bộ mũ khoan tháp 5 mũi này. Đấy, bộ mũ khoan tháp 5 mũi nhá. Giá của nó sẽ là đi 150.000 các nhá, 150.000 một cái bộ mũ khoan tháp 5 mũi nha, 150k bộ nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Unica. Đấy, cái này thì bên em bán rất là chạy luôn. Về các bác thợ thuyền cơ khí rồi. Anh em thợ thuyền, đấy, khoan nhựa, khoan sắt, khoan nọ khoan kia, khoan được rất nhiều chất liệu luôn. Hàng của thương hiệu Unica Japan này, đựng trong một chiếc hộp nhôm nhá, thiết kế cực kỳ đẹp luôn, đẹp từ bên trong và bên ngoài. Bên trong của nó sẽ gồm có là 5 mũi nhá. Đấy, với các kích tự với các kích thước khác nhau. Đấy, từ mũi to nhất này. Đấy, to nhất của nó nhá. To nhất của nó lên đến là đi chắc phải ba mấy ạ, to lắm. Đó, rồi là những cái mũi vừa vừa này. Nhỏ này. Đấy, rồi là có những cái mũi nhỏ nữa này. Đấy, và có cả những cái mũi rất nhỏ luôn. Đây. Đấy, nói chung là một cái bộ này các bác mua về thì xài anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình thì quá ok luôn. Rất nhiều kích thước khác nhau đây. 1/4, 3/8 này này. Đó, các kích thước nó ghi ở đây tất này, thông số các thứ. Nói chung là về các bác tùy chỉnh theo cái kích thước các bác muốn xài nhá. Đấy thì các bác xài phù hợp cái mũi nào thì các bác lấy mũi đấy nhá. Chân này của nó sẽ là chân lục giác nhá. Đấy thì về các bác có thể lắp vào máy khoan pin rồi là máy khoan cầm tay các thứ, là các bác khoan em quá ok luôn. Đấy.
về là các bác lắp vào là xài thôi. Đấy, mũi thì nó là dòng mũi khoan tháp phủ một lớp titan. Đấy, nên là khi mà có khoan rất là sắc bén nhá, mũi khoan sắc bén, khoan ngọt lắm. Đấy, khoan cực kỳ ngọt, khoan rất thích luôn. Đấy, hàng của Unica Japan, một bộ này là 5 mũi. Giá của nó sẽ là 150.000 một bộ nha. Đấy, 150.000 nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp 5 mũi của thương hiệu Unica. Đấy, Unica đây. 150.000 một bộ mũi khoan tháp 5 mũi nhá nhá. 150.000 bộ. Thì đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Con này khoan ngọt lắm đây. Các bác cùng coi này. Khoan ngọt cực kỳ ok luôn. Đấy. Khoan sắt thép các thứ à. Đấy, thấy không? Khoan rất ngọt luôn. Đấy, tạo lỗ tạo hình tròn đẹp nhá. Khoan gỗ này. Đấy, khoan sắt thép này, khoan sắt hộp, sắt dày, sắt mỏng, khoan ok luôn. Đấy, rất ngọt ngào và tình cảm nhá. Đấy, về các bác lắp vào máy khoan các bác xài là sử dụng thôi. Quá ok. Đó, tiện dụng. À, bộ mũi khoan tháp 5 mũi của Unica nhá, 150.000 bộ này. Ngoài ra thì ở đây anh em có bán kèm thêm cho bác đó là cái cây lấy dấu để về các bác chuyên lấy dấu vào những cái vị trí mà trước khi các bác khoan thì các bác là dùng cái cây bút này để các bác lấy dấu vào những cái vị trí để các bác khoan này thì các bác mua cho một cây này cho. Đấy, cây này lấy dấu chuẩn mà lấy dấu ngọt lắm. Đấy, đây lấy cho bác test thử bác coi luôn này. Đấy, con này thì lấy dấu trên mọi chất liệu luôn nhá, cái này rất dễ xài thôi. Đấy, một tay các bác cầm này có ấn cho em mạnh vào cái chỗ mà các bác cần lấy nhá. Đấy, con thấy không? Đấy, tạo thành một cái lỗ rất ok luôn. Đấy, tạo một cái lỗ đây lấy cho bác phát nữa này. Đó, nó rất nhẹ nhàng tình cảm thôi, các bác chỉ việc ấn nó mạnh vào. Đấy, nó có một cái lực bắn nó phịch cái ra, thế là ok. Đây, tạo thành những cái dấu nhỏ này để về các bác, ví dụ các bác muốn khoan rồi các bác muốn đục thì nó chuẩn lỗ hơn nhá, chuẩn lỗ, chuẩn cái vị trí các bác lấy cái dấu nhá. Chất liệu cái lấy dấu nó toàn bộ bằng đồng luôn này. Đấy, phần đầu nó đầu kim loại siêu cứng luôn. Đấy, lấy dấu trên mọi chất liệu luôn, từ sắt, thép, bê tông, nhựa các thứ, rồi là thạch cao các thứ đầy đủ luôn. Đấy, rất ok nhá. À, cái cây lấy dấu này thì em gửi bác giá bình dân thôi, thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30.000 trong một cái cây bút lấy dấu nhá, 30.000 một cây. Đấy, 30k một cây bút lấy dấu nhá con nhá, 30k một cây bút lấy dấu. Hàng cũng rất là xịn sò chắc chắn luôn. Về các bác lấy dấu dùng để khoan. Đấy, thì các bác có thể mua kèm cùng với cái bộ này. Đấy, về là ví dụ các bác khoan là có cái cây lấy dấu đó các bác đánh dấu, sau đó các bác dùng cái này các bác khoan là có ok luôn. Thì cả bộ này là một cây lấy dấu là 30.000, còn bộ mũi khoan tháp trắng 5 mũi nha. Ở của Unica Japan là 150.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ bàn cạo 35 lưỡi này. Bộ này thì lâu không quay bác coi. Bộ bàn cạo 35 lưỡi nhá, cũng cực kỳ là hot hit và bán rất là chạy, cũng như là cạo rất là ngon ngọt luôn. Các bác dùng về dùng để cạo râu nhá. Một bộ này sẽ gồm có cho bác là đi 35 cái lưỡi cạo râu, rất nhiều luôn nhá. 35 cái lưỡi cạo râu này và một cái hộp để đựng. Để ví dụ các bác đi du lịch đi chơi, các bác có cái hộp này các bác đựng rất là tiện này. Đấy, thì một cái tay cầm, một cái lọ kem để các bác bôi trước khi các bác cạo nó không bị rát này. Đấy. Một lọ kem, một cái bàn cạo và đi kèm là những cái lưỡi nhá. Những cái lưỡi thì tổng của nó sẽ có là 35 lưỡi nhá. Tổng của nó sẽ có là 35 lưỡi, các bác xài cả năm rồi luôn. Đấy, thì đây. Đây, đấy. Tất chỗ này là 35 lưỡi nha, về các bác xài cả năm rồi luôn. Đấy. Về các bác lắp vào cái bàn cạo này. Đấy, sau đó các bác dùng các bác cạo thôi, rất ok. Một bộ này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 40.000 thôi, 40.000 một cái bộ bàn cạo 35 nha. Nên mã em sẽ cái bộ bàn cạo râu 35 lưỡi nhá, bàn cạo 35. Đấy, bàn cạo râu 35 lưỡi. Giá của nó sẽ là 40.000 một bộ luôn nhá. 40.000 bộ, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Về các bác dùng để cạo râu thì ok luôn. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Hôm trước em hỏi mua bộ dao cạo này tận 100.000. Thế mà hôm nay xong thanh tốc có mấy chục lại còn miễn phí ship này, chụp tận 38 chi tiết luôn nhá. Một hộp kem cạo râu này, một bàn này là 36 lưỡi luôn. Mỗi lưỡi dùng được tận mấy chục lần, tính ra quá là tiết kiệm luôn đúng không? Cứ săn cho em mấy bộ như này dùng được cả năm luôn. Đó mà cái này tính ra rẻ, mình mang đi chơi đi du lịch cũng rất là tiện luôn. Hôm nay bác nào muốn săn điều hỏi thì ấn vào giỏ hàng một bàn nhóc tay trái nha. Thôi từ bây giờ không siêu thị siêu thiết gì đâu nhá. Đấy, một bộ là 36 lưỡi này. Đấy, một bàn cạo, một kem. Cạo rất ok luôn, cạo sắc lắm. Một hộp kem cạo râu này, một bàn này là 36 lưỡi luôn. Mỗi lưỡi dùng được tận mấy chục lần, tính ra quá là tiết kiệm luôn đúng không? Cứ săn cho em mấy bộ như này dùng được cả năm luôn. Đó mà cái này tính ra rẻ, mình mang đi chơi đi du lịch cũng rất là tiện luôn. Đấy, thực tế về cái bộ sản phẩm nhá. Đấy, bộ này là 40.000 nha, chỉ 40.000 thôi. Đấy, bao gồm là 36 lưỡi cạo râu này. À, một lọ kem, một cái hộp đựng, một tay cầm. Đấy, giá nó chỉ có 40.000. Lên mã em sẽ là cái bộ bàn cạo 35 lưỡi nhá, 40.000. Về các bác dùng chuyên để cạo râu trước các thứ rất ok. Đấy, 40.000 một bộ bàn cạo 35 lưỡi nhá. Dòng thắt lưng
đấy, thắt lưng cũng như là mũ hàng của quân đội Mỹ nhá. Hàng bên em tiếp tục vừa về xong này. Đấy, đây là con mũ dàn di này và thắt lưng dàn di, hàng của quân đội Mỹ cực kỳ xịn sò ngon lành nha. Đấy, hàng quân đội Mỹ rất ok luôn. Đây. Đấy, hàng của nó thì mới nguyên hộp như này luôn. Đó. US này. 1966 này. Đấy, phần mặt của nó sẽ là mặt kim loại nhá. Dây thì sẽ dài là 1m2, nói chung là nó khá là dài các bạn. Dây dài 1m2, tương đối là dài luôn. Để về các bác sử dụng nhá. Phần đầu dây là có bọc một cái đầu lớp da nha, để khi mà các bác sử dụng nó không bị sợ, nó không bị không lo nó bị xù ra, vì cái dòng này của nó là dạng dây dù mà. Đấy, dây dù và họa tiết của nó sẽ là họa tiết dàn di nhá. Đấy, họa tiết dàn di nên là nhìn rất là khỏe khoắn. Đấy, bác nào mà thích cái phong cách quân đội này ngầu ngã thì các bác mua cho em con này. Đấy, và thích cái sự bền bỉ này, chắc chắn này. Đấy, thì con này thì nó là top 1 rồi. Đấy, riêng dòng này thì các bác cứ dùng niên hạn cho em khoảng tầm 4-50 năm một cái con thắt lưng này luôn, siêu bền luôn nhá. Đấy, siêu bền, và cái lấy cài của nó cũng rất là dễ dùng nhá. Đấy, thì về các bác chỉ việc xỏ vào, sau đó là các bác xỏ cái dây này vào đây cho em. Đấy, mở cái lẫy ra này, xỏ dây này vào, và lúc nào các bác cài thì có ấn này cho em chú này, ấn xuống thế là xong, khớp chắc cứng đơ luôn, các bác cứ giật cho em thoải mái không ra nhá, rất rất cứng cáp luôn. Đấy, đấy là dòng thắt lưng quân đội Mỹ nhá. Đấy, các bác cứ lên mã thì em sẽ là thắt lưng quân đội Mỹ, em báo giá luôn này. Con thắt lưng này hiện tại em đang gửi bác giá thì đợt này về cái mức giá rất tốt, rất hạt rẻ bác luôn. Giá của nó sẽ là đi 60k nhá, 60k một chiếc thắt lưng này. Đấy, riêng với cái giá này thì bên shop em cam kết giá tốt nhất thị trường luôn. Đấy, có những chỗ đang bán cho bác khoảng tầm 90 đến 100 nghìn một chiếc. Đấy, bên em gửi bác giá chỉ có 60 ngàn thôi. Giá siêu hạt rẻ nhá, giá siêu hạt rẻ. Đấy là dòng thắt lưng quân đội của Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng quân đội Mỹ, hàng của US này. 1966 rất là lâu đời rồi, rất xịn sò ok luôn nhá. Ngoài ra thì tiếp tục về cái mã đó là mũ này, mũ dàn di này, mũ dàn di USA coi nhá. Đấy, USA, nó rất đẹp luôn, thiết kế dàn di quân đội nhìn rất là khỏe khoắn này. Đây, ở đây nó có phần chỉnh mũ này. Đấy, thì các bác đầu to đầu nhỏ là các bác cũng có thể độ hết luôn nhá. Đấy, nhiều bác cứ lo là đầu to quá không độ được hoặc là đầu nhỏ quá không vừa. Đấy, thì đây, ở đây nó có cái phần đằng sau nó có cái phần chỉnh này. Đấy, thì các bác có thể chỉnh theo cỡ đầu của bác nhá. Và toàn bộ xung quanh viền là một cái lớp lưới thoáng, các bác độ không lo nó bị dính đầu, bết đầu, không lo nóng đầu nhá. Đấy, chất liệu thì toàn bộ 100% là cốt tông nên độ rất là mát luôn. Đấy, độ rất mát. Mũ thì lên form cực kỳ đẹp, nhìn rất là quân đội, nhìn rất là đi kiểu mạnh mẽ ngầu ngạo nhá. Đấy, các bác mua cho con này cực kỳ đẹp, chất lượng luôn. Đây, đấy, phần vành bên trong mũ này quá ok này. Đây, đó, đường kim mũ chỉ may khâu rất là cẩn thận nhá. Đó là mũ dàn di của Mỹ nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di quân đội Mỹ. Cái này thì em cũng bán đồng giá cùng bằng giá với lại cái thắt lưng luôn. Đấy, bằng giá với thắt lưng luôn. Lên mã thì em sẽ là mũ dàn di. Mũ dàn di này sẽ có giá là 60k nhá. Mũ dàn di là 60 và thắt lưng cũng là 60 luôn. Đấy, bán đồng giá các bác nhá. Bán đồng giá các bác luôn là cứ 60.000 một cái thắt lưng, một cái mũ nha. Đấy, cái bán đồng giá là thắt lưng cũng 60 mà mũ cũng 60. Đấy, các bác lấy cả bộ là 120.000. Đó thì kìa. Nếu mà các bác nào mà có điều kiện cứ mua cả bộ về, nhìn cho nó đẹp, nhìn nó chất nhá. Đấy, mình đi theo bộ luôn, cả mũ cả thắt lưng là cứ đồng giá là 60.000 một chiếc mũ nhá, 60.000 một chiếc thắt lưng. Đấy, thắt lưng quân đội của Mỹ. Cái này thì rất nhiều bác mong chờ sản phẩm này thì hàng nó hôm nay lại tiếp tục về này. Đấy, rồi em đi qua cái mã tiếp theo nhá. Cái này thì số lượng ít nhá, không nhiều đâu, thì các bác tranh thủ mà bác nào mà muốn mua thì chốt nhanh luôn nhá, số lượng có hạn nhá, không lại hết hàng đấy. Đấy, vì bữa trước cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà không có hàng. Đấy, lâu lắm nó hàng nó lại có hàng về đấy các bạn. Tiếp theo thì em cũng về một ít kia mã hàng, đó là cái khóa số này, khóa số dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là cái khóa số dây. Đấy, khóa số dây. Cái này thì em báo giá bác luôn, giá bình dân thôi nhá. Đó. Một chiếc này thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 30.000 một chiếc nhá. Đấy, cứ lên mã em sẽ là khóa số dây. Đấy, khóa dây nhá. Khóa dây. Đấy, khóa dây số. Khóa số dây cũng được. Khóa dây số này, giá của nó sẽ là 30k một chiếc khóa dây số này. 30.000 một cái thôi. Hàng rất là chất lượng luôn. Về các bác dùng để khóa xe, khóa cổng, khóa cửa rất ok. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước của nó này. Con này chiều dài của nó đây này chút. Đó, chiều dài nó cũng khá là dài đấy. Nó khoảng tầm 40-50 phân thôi nhá. Đấy, 40 phân nhá. Chiều dài tổng thể của nó là đi 40 phân. Đấy, và khi mà các bác cuộn tròn là nó sẽ nhỏ nhỏ nha. Đấy, các bác cuộn tròn nó sẽ nhỉ. Đấy, cuộn tròn vào thì đường kính của nó là rơi vào khoảng là ly
13 này, đấy, 13. Đó, 13 14 phân. Đấy, về các bác khóa cổng, khóa cửa, khóa xe, khóa cộ là ok luôn nhá. Mà là giá nó bình dân thôi. Nó chỉ có 30.000 thôi nhá, 30.000. Lên mã thì em sẽ được cái khóa số dây nhá, khóa số bằng dây. Đấy, khóa số là kiểu dạng khóa khóa dây nhá. Thì em có mã là khóa số U. Còn cái này là khóa dây, đấy khóa dây. Ở đây trong này là một cái sợi cáp nhá, một cái sợi cáp rất cứng cáp luôn. Và cái này thì mật khẩu của nó để mặc định sẽ là 4 số 0 thôi nhá, 4 số 0 đây. Đó, đây 4 số 0 này em quay cho bác coi này. Đấy, khi mà các bác để mặc định là 4 số 0 như này thì tự động là nó sẽ mở ra thôi nhá. Đấy. Còn nếu mà các bác muốn khóa vào thì các bác xoáy loạn xạ số cho em lên. Đấy, xoáy loạn lên nha. Đấy là nó sẽ cứng ngóc luôn, khóa ngóc luôn. Còn các bác muốn mở ra là các bác cứ chỉnh cho em về 4 số 0. Đấy, thì bên em để mặc định là 4 số 0 nhá, 4 số 0 này. Đây, đấy các bác xoáy này. Đấy, 3 số 0 này, 4 số 0 này. Đấy thì các bác cứ giống cho em cái đây cái phần mắt bên này nó thẳng hàng nhau 4 số 0. Đấy là nó sẽ mở ra rất ok, rất là dễ dùng thôi. Đấy, rất dễ dùng nhá. Đấy, và cái con này nó có cả cái chế độ là đổi cái mật khẩu này. Thì đây em hướng dẫn bác luôn nhá. Thì các bác nhìn vào cái phần mũi tên này. Đấy, các bác một tay các bác giữ cho em cái chủ khóa này cho nó không bị rung rinh nhá. Đấy, và cái phần này các bác xoay em về phần mũi tên này. Xoay về phần mũi tên kêu cái tạch cái nhá. Đấy, và bắt đầu các bác đổi, ví dụ các bác đổi về 111 hết chẳng hạn này. Đấy, thì các bác xoay hết cho em về 1 nhá. Thẳng hàng với lại cái mấu này. Đấy, thẳng hàng này. Cái này em hướng dẫn các bác xem kỹ nhá. Đấy, sau khi mà các bác đổi về 1 hết rồi. Đấy, thì bắt đầu các bác lại xoay ngược lại với cái mũi tên. Đấy, cái chiều mũi tên này các bác xoay ngược lại cho em, xoay ngược lại này. Đấy, xoay ngược lại. Đấy, xoay ngược lại nhá, xoay hết vòng xoay, xoay bao giờ không xoay nữa thôi, xoay cứng đơ đấy. Đó, và bắt đầu là mật khẩu hiện tại đang đổi được, hiện tại đang là 4 số 1 nhá. Đấy, thì đây em sẽ cài nó vào. Và view em đảo loạn lên. Đấy thì nó sẽ không mở được nhá. Và bắt đầu các bác muốn chuyển về mở thì các bác đẩy cho em về 4 số 1 nhá. Vì vừa nãy là em đã thay mật khẩu rồi, đã đổi thành 4 số 1 rồi. Đấy, các bác đổi cho em về 4 số 1. Đó, thế là nó sẽ ok. Đấy, và lúc nào các bác muốn đổi lại đây, các bác lại xoay lại cho em này. Xoay theo cái chiều mũi tên này. Đấy, thì một tay các bác giữ cái này cho nó không bị rung rinh nhá. Tay còn lại các bác xoay cho. Đấy, xoay về chiều mũi tên này. Đấy, và bắt đầu các bác đổi về 4 số 0 như vừa nãy này. Đấy, đổi 4 số 0 nhá. Đó. Cái này thì tùy nhu cầu, các bác có để đổi thành 1 2 3 hoặc 4 5 6 7 8 9 là các thứ rồi. Tùy nhu cầu nhá. Đấy, và khi nào mà các bác đổi 4 số 0 xong rồi các bác lại xoay lại cái này cho. Đấy, xoay lại cái này thế là xong. Đó, và các bác lại cài vào lại dùng bình thường. Đấy thì em vừa đổi chỉ cho các bác cách đổi mật khẩu nhá. Và đây là nó cũng có một cái tờ giấy này. Nó có một cái tờ giấy để hướng dẫn các bác đổi mật khẩu này. Đấy, như cái tờ giấy nó bằng tiếng Anh. Nó bằng tiếng Anh nên nó hơi khó dùng thì em nếu mà theo em tốt nhất ấy là về các bác cứ để 4 số 0 mặc định luôn các bác dùng cho nó dễ nhá. Đấy, ví dụ chẳng may là các bác đổi mà các bác quên không nhớ mật khẩu ấy là rất là dở hơi. Nếu mà các bác đổi mà quên không nhớ mật khẩu là coi như là bỏ đi luôn đấy nhá. Đấy thì các bác về là các bác cứ thế dùng thôi, không cần phải đổi trước đâu. Đấy, như thế là dễ nhất. Đấy, về là cứ để mặc định là 4 số 0. Lúc nào muốn mở thì các bác về 4 số 0 này là mở ngon này, còn lúc nào muốn khóa thì cứ đảo loạn ra cho. Thế là xong. Đó, rất là dễ dùng nhá. Khóa số dây nhá, cứ lên mã đi sẽ là khóa số dây. Bên em đang gửi bác là một cái khóa số dây này là 30.000. Đấy, 30.000 một cái khóa số dây nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ súng keo nến này. Đấy, bộ súng keo nến nhá, hàng bên shop này tiếp tục hàng về. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ súng keo nến nhá. Bộ súng keo nến công suất của nó sẽ là 20W một cái con súng keo nến nha. Đấy thì em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán theo một bộ là một combo là một súng và đi kèm cho các bác sẽ là 10 cây keo. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10. Đấy thì đây, các bán là combo là một lúc là một cây súng và 10 cây keo. Thì về là các bác có cá là xả luôn. Thì một bộ nhài là 40.000 nhá, 40.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái combo súng keo nến gồm một cây súng và 10 cây keo. Giá của nó sẽ là 40.000. Đấy, đấy là combo súng keo nến nhá, một cây súng, 10 cây keo nến là 40.000 một bộ nhài. 40.000 này. Công suất của cái cây keo, cái cây súng này sẽ là 20W nhá. Sử dụng cho em điện là từ 100 đến 240V. Đấy, các bác cắm điện 220 cho em vào thoải mái luôn. Đấy, cắm vào cho keo vào bật công tắc lên là các bác xài thôi. Đấy, về các bác dùng để gắn những cái đồ vật các thứ nhà mình. Nói chung là rất là tiện, cái keo nến này gắn được khá là nhiều thứ này mà gắn rất là chắc luôn. Đấy. 40.000 nhá, lên mã cho em sẽ là combo súng keo nến nhá. Một bộ này là 40.000 nhá, một bộ này là 40.000. 40.000 là bao gồm là một cái súng và 10 cây keo. Còn nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm keo nến thì bên em sẽ bán ở combo là 10 cây keo nến một. Đấy, các bác có nhu cầu mua keo nến thì bên em sẽ bán ở combo là 10 cây một, thì bên em sẽ bán ở combo là 10 cây như này. Giá của nó sẽ là ly 15.000. Đấy, thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là keo nến mua thêm 10 cây một lúc thì sẽ là 15.000 nhá, 15k 10 cây. Đấy, 15k cho 10 cây keo nến nhá.
15k là 10 cây keo nến, còn các bác mua một cây súng với một cây 10 cây keo là 40.000 rồi, còn nếu mà muốn mua thêm keo thì cứ 10 cây là 15.000, 10 cây một là 15.000 các nhá. Sản phẩm tiếp theo đi đây em lên luôn cho bác, đó là cái con lưỡi cắt cỏ xoắn thép này. Đấy, con này thì lâu lâu quay bác vẫn còn hàng để phụ bác nhá. Về bác chuyên bác nào mà hay cắt cỏ, cắt nhiếc các thứ là dùng con này cho em rất ok. Đấy, thiết kế nó là dạng những cái sợi thép nhỏ này nó xoắn vào thành một cái sợi to. Đấy, để về các bác cắt cỏ. Đấy, cắt cỏ và đặc biệt là những cái vị trí ví dụ như là những cái chỗ mà đất điếc các thứ là nó nhiều đá gạch các thứ, là bình thường các bác cắt những lưỡi kia nó rất là nguy hiểm, nhưng con này nó chui rúc vào không lo bị nguy hiểm nhá, và nó rất an toàn luôn, và nó sẽ đào hết những cái phần gốc rễ của cây cỏ lên, cắt rất là sạch luôn. Đấy, chém cực kỳ sắc luôn nhá. Đây, toàn bộ là những cái lưỡi thép nó xoắn vào thành một cái lưỡi thép to này. Đó, rất ok, chắc chắn lắm. Con này thì em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước này. Size của nó sẽ là size 6 inch nhá, tương đương với lại đường kính là đi 15 cm, đường kính là 15 cm. Cái phần vòng trong này của nó sẽ vơ vào là đi 2.5 ly này con này. Đấy, 2.5 ly nhá, 2.5 ly. Đó, 2.5 ly để về các bác lắp vào những cái máy này mình quá ok rồi. Nói chung là nó là những kích cỡ phổ thông mà. Đấy, kích cỡ phổ thông. Đây, lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, cắt rất là sạch luôn, em báo giá luôn nhá. Bên em đang gửi bác một cái lưỡi cắt cỏ xoắn thép như này. Lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá. Giá của nó sẽ là 70.000. Đấy, 70.000 một cái lưỡi cắt cỏ xoắn thép này các nhá. 70k một cái. Size của nó sẽ là size 6 inch, tương đương với lại là 15 cm nhá. Đây, các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này. Con này dùng ok đó, bán cực kỳ nhiều luôn đây. Máy cắt cỏ thông thường không thể diệt tận gốc cỏ, sau một thời gian cỏ dại sẽ quay trở lại. Đó là vì các bác chưa sử dụng đúng loại lưỡi cắt. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một loại lưỡi cắt cỏ thép đa năng, loại bỏ cỏ tận gốc, đặc biệt không ảnh hưởng đến rễ cây trồng, vô cùng sạch đẹp và tiện lợi. Lưỡi được cấu tạo từ hợp kim thép không gỉ, siêu cứng, siêu chịu lực, có thể cắt trong những vị trí ẩm ướt, độ bền sản phẩm cao. Với thiết kế dạng sợi xoắn ốc, giúp lưỡi cắt có thể đánh bay được cả những gốc cỏ dại cứng đầu nhất. Sản phẩm được thiết kế ưu việt, đường kính cắt lên tới 15 cm, thích hợp xử lý nhiều tác vụ trên diện rộng một cách hiệu quả, hỗ trợ tẩy rỉ sét, loại bỏ rêu và loại bỏ cỏ dại trên sàn và tường. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Đức và được công ty VNE Việt Nam phân phối độc quyền. Cơ chế hoạt động, tác động một lực vừa đủ đâm sâu xuống đất từ 0,2 đến 0,5 cm, đồng thời đẩy cả gốc cỏ lên, rất an toàn và tiện lợi cho người sử dụng. Máy phù hợp với mọi loại máy cắt cỏ xăng và điện hiện nay. Nhân dịp chiên, ưu đãi giảm giá lên tới 50%. Sản phẩm cái con lưỡi cắt cỏ các bác đang coi nhá, giá thì bình dân thôi. Đấy, 70k nhá, 70k một chiếc lưỡi cắt cỏ dạng xoắn thép nha. Đấy, lên mã nha, sẽ là lưỡi cắt cỏ xoắn thép 70.000 một cái. Đây, thực tế sản phẩm này rất ok luôn, bán cực kỳ nhiều đấy. Đó là cái bình nước của Việt Nhật nhá, dung tích là 3,5 lít này. Đó, con này thì giá bình dân thôi, 40.000 một cái bình nha. Đấy, 40.000 một cái nhá. Nó 3.5 lít và rất là hay là nó có một cái vòi rất là ok luôn. Đấy, về các bác khoe là thì nó cái vòi sẽ để bên trong nhá. Vòi này nước thì sẽ để bên trong, thì về đây các bác đây, có khoan sẵn lỗ này, về các bác cho vào đây. Đấy, đây nó có cả cái giòn này. Các bác lấy bên cái giòn này ra. Một cái giòn thì các bác để bên ngoài, ở đây nó sẽ đi kèm là hai cái giòn, một cái giòn bên ngoài và một cái giòn bên trong nhá. Đấy, thì các bác lắp ở bên ngoài một cái giòn và bên trong các bác cho em một cái giòn vào đây nữa. Đấy, cho một cái giòn vào đây. Và các bác xoáy cái đấy nó vào này. Đấy, xoáy vào. Đấy, thì về các bác xoáy nó vào. Xoáy nó vào nó như kiểu cái bình nước ạ. Như kiểu bình nước. Đấy, cái hay của nó là nó có cái vòi rất là tiện nhá. Đấy, thì lúc nào dùng là các bác lấy các bác bóp này. Đấy, thế là nước nó ra thế thôi. Đấy, bóp cái là nước nó ra rất ok nhá. Kế nó có một cái vòi rất là ok. Thì về các mùa hè mùa hiếc này. Đấy, bắt đầu đang mùa nóng này, các bác về pha nước chanh đá, chanh đường vào đây này. Rồi là nước ngọt các thứ các bác cho đây, cho tí đá vào. Bình thường là những cái vòi nước các thứ, những cái bình kia là các bác cứ phải thò tay vào các bác múc các thứ rồi rất là bất tiện, rồi mất vệ sinh nhá. Đấy, những cái này là các bác cho đá rồi cho nước các thứ vào đây. Đấy, lúc nào các bác cứ để trên bàn, lúc nào cần dùng cần uống là các bác chỉ việc bóp cái hứng cái cao đây, thế là nước có chảy ra, có thế rồi, rất ok. Bình 3.5 lít xài gia đình các thứ là thoải mái rồi, đựng nước, đựng nồi này, đựng đá này, pha nước đá vào đây cũng rất là tiện luôn này. Đấy, đây bình có nắp và vòi vặn nước tiện dụng này, phù hợp để đựng trà, nước, trái cây trong ngăn mát tủ lạnh này. Đấy. À, cái này thì hàng của Việt Nhật nhá, thành phần thì chính là nhựa PP. Đấy, kích thước là 28 x 11.5 x 16.5. Đấy, hàng này thì hàng của công ty Việt Nhật, hàng của Việt Nam nhá. Đấy, đạt chứng nhận ISO, hàng Việt Nam chất lượng cao đầy đủ luôn. Nói chung rất là chắc chắn, nhựa PP rất là dày và dùng rất là an toàn, ok. Đấy, chắc chắn cực kỳ, mà giá nó bình dân thôi. Nó chỉ có 40.000 một cái bình này thì giá nó quá bình dân rồi, mà có cả vòi viết ok luôn. Đấy, 40k một chiếc vòi này nhá.
Thì khi mà bên em gửi sẽ tháo rời ra và về thì các bác nhận hàng, các bác lắp vào là các bác sạc. Các bác cứ lên mã với em sẽ là cái bình nước có vòi nhá, dung tích là 3,5 lít nhá. Hàng của Việt Nhật này, đấy, hàng của Việt Nhật. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 40k một cái bình nước 3,5 lít có vòi nha. Đấy, 40k một cái thôi. Giá bình dân đó. Sản phẩm tiếp theo đi ở đây, hôm nay bên shop về là một cái lô gối mây rất là xịn này. Gối mây thì các bác dùng mùa hè này thì cực kỳ mát rồi, nằm rất mát gái luôn, ngủ ngon, sâu giấc này. Đấy. Bình thường các bác dùng những cái gối bình thường ấy, nó rất là nóng đầu, đặc biệt là cái mùa hè này nóng dã man luôn, các bác mua cho gối mây này về. Đấy thì cái này nó có thể là tháo rời cái ruột ra để các bác giặt vệ sinh cái vỏ được nhá. Đây ruột bên trong nó đây. Đấy, ruột của thương hiệu Evetone này, rất ok, ruột thì rất là êm. Ruột dạng bông mềm rất là êm nhá. Đấy, nằm cực kỳ thích luôn. Đó, thiết kế theo dạng lượn sóng cùng theo học này. Đấy, giúp các bác nằm ngủ sâu giấc này, rất ok luôn. Mà ở đây nó có phần mây đan này, mây đan này. Ở đây không mây đan này. Nên khi mà các bác nằm rất là mát gáy luôn. Mát gáy, mát đầu, nằm ngủ rất là ngon. Đó, mà giá bình dân thôi. 55.000 thôi nhá. 55.000 một cái gối mây này. Đấy, còn nếu mà các bác lấy một đôi, là hai cái thì bên em sẽ tính cho bác giá là 100.000 một đôi gối mây nhá. Đấy, 100.000 một đôi gối mây. Còn các bác lấy lẻ một cái là 55k. Đấy, 55k thì tùy nhu cầu các nhá, tùy nhu cầu. Các bác có thể lấy lẻ, giá sẽ cao hơn, lấy lẻ là 55.000. Còn ví dụ nhà hai người, ba người hoặc là đông người thì các bác cứ lấy tăng lên xem. Đấy, còn bên em bán lẻ là 55.000 một cái, lấy một đôi gối mây thì là 100.000 hai cái nhá, 100.000 hai cái, rất ok luôn. Gối cực kỳ thích, cả vỏ cả gối luôn, mà chỉ có là đi 50.000 một cái nếu mà các bác lấy theo đôi, còn nếu lấy lẻ là 55.000. Đấy, giá nó rất là tốt rồi. Bình thường các bác mua những cái gối này ở ngoài thị trường ấy ít cũng khoảng tầm 70-80 nghìn. Đấy, mà đấy các bác mua nguyên vỏ không ấy, còn đây bên em cả ruột cả vỏ mà nó chỉ có 55.000 thôi, giá nó quá rẻ luôn. Đấy, về các bác nằm vào cái mùa nóng này rất ok luôn, nằm rất là mát đầu, nằm rất mát ạ. Đấy, đây sờ tay các bác cảm thấy nó rất là mát rồi, gối to nằm thích êm luôn nhá. Đó, giá lẻ là 55k, lấy một đôi hai cái là 100.000 các nhá, gối mây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp hương trầm này, hộp hương trầm báo giá bác luôn 40.000 một cái hộp hương trầm nha. Đấy, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái hộp vòng trầm hương để đốt các nhá. 40k hộp, 40k. Đấy, hộp hương trầm để đốt nhá, hộp vòng trầm hương. Vòng trầm hương mùi trầm hương thơm thơm thoang thoải nhẹ nhẹ, các bác đốt dùng rất là thích luôn. 40k một cái. Đấy, đốt ở trên bàn thờ này. Đấy, mình đốt để mình ngồi thiền cái thứ này. Đấy, thư giãn thoải mái nhá, rất ok. Một cái hộp này rất là nhiều vòng. Chỗ này chắc phải khoảng tầm 100 vòng ấy, nhiều lắm. Và một cái vòng này các bác đốt được rất là lâu này. Đấy, một vòng đốt được khoảng tầm tiếng rưỡi 2 tiếng một vòng luôn. Đấy, đốt được rất là lâu nhá. Đấy, mà mùi trầm thơm thoang thoải nhẹ nhàng, cực kỳ thích luôn. Đấy, giá bên em đang gửi bác một cái hộp hương trầm nha là 40.000 hộp nhá, 40.000 một hộp thôi. Đấy, các bác cứ lên mã em sẽ là cái hộp vòng trầm hương để đốt nhá, hộp vòng trầm hương để đốt đốt. Đấy, giá đang gửi bác là 40k một hộp nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã dây điện này, mã dây điện 30m này. Đó, giá thì bình dân thôi, 130.000 một cái quặn dây 30m nha con nhá. Lên mã em sẽ là dây điện 30m, 130.000 một quặn, 130k một quặn nha. Dây này thì lõi của nó là dây khoảng tầm lõi 1 chấm nhá. Lõi là lõi 1 chấm, nó chịu tải công suất khoảng tầm 3.500-4.000W. Nói chung là về các bác sử dụng gia đình, đấy, máy móc các thứ thiết bị thoải mái luôn. Quạt quậy rồi là máy móc ok luôn nhá. Đấy, nó ok luôn. Nói chung là khá là chắc chắn dây đây. Dây sẽ là dây lõi hai lớp này. Có đầu cắm đúc này, chân tròn, và một ổ dao nhá, ổ dao này đây. Đấy, ổ dao ok luôn nhá, chân dẹt chân tròn các bác cắm ok luôn, rất là hay. Đó thì bên em đang bán một cái quặn dây này là 130.000 một quặn nhá, 130.000 một quặn thôi. Chiều dài là 30m nhá, thoải mái các bác xài gia đình luôn. Đấy, anh em sự kiện này, công trình này cũng là xài thoải mái luôn. Dây nó dẻo dai dùng ok lắm. Đấy, dây dẻo dùng ok. Đấy, có sẵn cả phích cả ổ này luôn, là về các bác chỉ việc xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả. Về cắm là các bác cắm ra các thiết bị để xài thôi, là 130.000 một quặn nhá, 130.000 một quặn, một quặn dây dài 30m nhá, dài 30m, ok lắm. Cái này thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái quặn dây điện vàng nhá. Đấy, quặn dây điện vàng cho nó dễ, cho đỡ bị nhầm nhá, cho đỡ bị nhầm sang những cái quặn dây điện khác nhá. Tại nhà em có mấy mã dây điện cơ, thì các bác cứ lên mã cho em là cái dây điện màu vàng. Đấy, cái quặn dây điện màu vàng 30m nhá, giá của nó sẽ là 130.000 quặn dây điện màu vàng nha.
Đấy, thì dây của nó sẽ là dây màu vàng để dễ nhận biết nhất này các bạn này. Đấy, nó chỉ có 130.000 thôi, giá rất bình dân luôn. Tiếp theo thì đây, tiếp tục lại về cái mã hàng đó là cái dây cọ lưng này. Đấy, cái mùa này thì các bác tắm rửa rất là nhiều. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng tay thì ví dụ những cái vị trí ở lưng liếc các thứ giờ các bác rất là khó kỳ cọ. Thì bác mua cho em ngay cái dây cọ lưng này về. Đấy, nó chất liệu nó bằng silicon, nó co giãn đàn hồi rất tốt nhá. Các bác đây nó thiết kế sẵn hai cái móc cầm như này, móc tay vào vắt đằng sau lưng. Đấy, rồi là các bác kỳ cọ nhá. Con này thiết kế rất hay là nó có những cái gai này, các bác vừa kỳ cọ vừa massage dùng cực kỳ thích, dùng cực kỳ sướng luôn. Đấy, bằng silicon nó rất là mềm, dùng thích lắm. Đó thì em báo giá luôn nhá. Cái này thì bình dân thôi. Đấy, nói chung là giá này thì ai mua được rồi. Mua cho em khoảng tầm 4-5 cái về xài cả nhà luôn. Báo giá bác luôn. 20.000 một cái dây cọ lưng nha, 20.000 một cái nhá. Lên mã như em sẽ là cái dây cọ lưng silicon, 20.000 một cái nhá. 20.000 một cái dây cọ lưng bằng chất liệu silicon, có phần gai massage rồi là kỳ cọ rất sạch sẽ, ok luôn, rất chất lượng nhá, dày rất chắc chắn. Đấy, có cả sẵn hai cái móc cầm này, các bác vắt về sau lưng. Sau lưng rồi các bác kỳ đằng trước, kỳ chân, kỳ tay được hết luôn. Giá thì bình dân thôi, 20.000 một cái. Đây các bác cùng xem thực tế kia video về sản phẩm này. Chúng ta thường kỳ cọ lưng bằng bàn chải, bông tắm hay sơ mướp đúng không ạ? Thì việc khó khăn đầu tiên chúng ta hay gặp phải là không thể đưa được tay hay bàn chải, bông tắm ra sau lưng để kỳ cọ lưng đằng sau được. Chính vì vậy mà rất nhiều các anh các chị hay gặp phải cái vấn đề mụn lưng. Tuy nhiên với dây đai cọ lưng silicon Hàn Quốc này, chúng ta sẽ làm cái chuyện đó dễ dàng hơn và thú vị hơn rất là nhiều. Với ưu điểm là chất liệu silicon cao cấp, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Bề mặt bàn chải thì được thiết kế với nhiều đầu sợi silicon dày 1 cm để dễ dàng làm sạch bụi bẩn ở sâu bên trong lỗ chân lông. Thiết kế tay cầm vừa vặn chắc chắn giúp dễ cầm nắm mà không bị trơn trượt, cải thiện tuần hoàn và phục hồi da. Lý tưởng để làm sạch những vị trí khó tiếp cận như là làm sạch lưng, cổ, vai, bàn chân. Khi tắm, những đầu sợi silicon này chà cọ vào da, ngoài tác dụng làm sạch da còn giúp massage khi tắm, tăng tuần hoàn máu dưới da và tẩy tế bào chết, đem lại cảm giác thư thái và một cơ thể hoàn toàn sạch sẽ khi tắm. Nhà mỗi bác lên sắm 1-2 dây để dùng. Link mua hàng thì em để bên dưới nhé. Bác nào quan tâm thì có thể đăng ký bên dưới. Tắm thì đấy, thực tế về sản phẩm nha, dùng rất là thích luôn. Đó là cái dây tắm cọ lưng silicon, 20.000 một cái dây này các nhá, 20.000 một cái dây tắm cọ lưng silicon này. Đó, tiếp tục lại về cái siêu phẩm cho cái mùa hè năm nay. Đấy, hiện tại thời tiết đang rất là nóng nảy luôn. Các bác mua ngay cho một cái con quạt tích điện này về dùng rất hay luôn. Đấy, giá thì bình dân thôi. 330.000 một cái chiếc quạt tích điện nha. Bao ship cho bác tận nhà bao gồm là cả pin, cả quạt, cả sạc luôn là 330.000 một chiếc nhá. Phòng trừ những cái lúc mất điện này, hoặc là các bác đi chơi, đi ra ngoại, đi picnic này, hoặc là các bác đi ra những cái vị trí mà quạt quậy các thứ giờ mình làm việc nó không có quạt quậy giờ, thì các bác mang ra. Đấy, rồi là anh em sử dụng làm văn phòng thứ là nóng nảy, các bác cầm một con quạt dùng rất ok luôn. Em báo giá luôn nhá, 330k và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, một chiếc quạt này sẽ gồm có cho bác là một thân quạt chính này, sử dụng cho em là motor 775 không chổi than nhá, dùng rất bền và rất là êm luôn, rất mát nhá. Đây phần sải cánh của nó này, phần lồng có đầy đủ luôn, cánh và lồng toàn bộ bằng kim loại nhá, kim loại thép đúc luôn, rất bền bỉ và chắc chắn. Con này nó sử dụng cái chân pin sẽ là chân pin phổ thông, chân pin Makita. Đấy, ở đây thì sẽ có là cái công tắc bật tắt đó, công tắc bật tắt đằng sau. Thì về các bác lấy viên pin bên em có gửi kèm đây. Đấy, pin của nó nhá. Đấy, nó dùng cái chân pin là chân pin Makita, các bác lắp vào đó bật lên cho. Đấy, quạt rất mát luôn, quạt chạy và phà luôn. Đấy, em cứ hay trêu bảo là động cơ phản lực tiếp tục hàng về này. Đấy, con này chạy đúng cái động cơ phản lực luôn, các bác nghe tiếng rồi. Đấy, phà luôn, mát lắm, mát cực kỳ. Đấy, mà rất là tiện, nó không cần phải dây dạ gì lằng nhằng, các bác mang đến đâu là cứ quạt lên đấy thôi. Đấy, rồi là các bác dùng trong trường hợp là mất điện, mất đóm các thứ này, rất ok luôn. Đó, 330.000 một cái, bao ship tận nhà. Và khi nào mà hết điện thì các bác lại lấy ra. Đây, lấy ra ở đây, các bác lấy cục sạc bên em có gửi kèm cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp vào điện 220 rồi các bác sạc cho nó nhá. Đấy, khi nào sạc thì nó sẽ báo pin đầy, như thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng. Đấy, dùng rất ok luôn, nói chung là rất là tiện dụng trong cuộc sống nhá, tiện dụng trong cuộc sống nhiều khi tiện lắm, mà thời tiết hiện tại nó đang rất là nóng này, mua trong quạt này về dùng rất thích luôn. 330.000 một cái quạt tích điện, quạt cóc tích điện nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái quạt cóc tích điện. Đấy, sử dụng chân pin Makita, chân pin phổ thông, giá của nó sẽ là đi 330k một cái, bao ship cho bác tận nhà luôn. Đây, đấy, bật lên hưởng thụ tí gió nóng nảy dã man luôn ạ. Thời tiết rất là kinh khủng, đang rất là nóng nảy, có con quạt rất mát luôn. Đấy, cảm giác là điều hòa lại nhiệt độ luôn đúng không nhá. 330k nhá, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái quạt cóc tích điện nhá. Đấy, quạt cóc tích điện, bộ sản phẩm là sẽ gồm có cho bác là một thân quạt này, một viên pin này, đấy, một cục sạc này, mà giá nó chỉ có 330.000 thôi. Bình thường ấy, các bác mua ngoài thị trường ấy, các bác mua nguyên cái cục pin như này đã không bao giờ có cái giá 330 rồi. Cục pin này khoảng tầm 400-500 rồi. Đây các bác mua trọn bộ này, bên em gửi bác một cái giá rất yêu thương luôn, 330.000 cả sạc, cả pin, cả quạt luôn.
bao ship tận nhà, giá rất tốt mà quạt rất mát luôn. Đấy, quạt rất mát quá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng pin 9V này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, cái này thì về các bác lắp được khá nhiều thiết bị này rồi, các bác sử dụng chế cháo rất hay luôn. Con này công suất của nó sẽ là 9V nhá. Đấy, hàng rất là chuẩn dung lượng luôn. Em báo giá luôn nhá. 10.000 viên này thôi, 10.000 một cái viên này. Đấy, về các bác dùng rất nhiều thiết bị dùng cái pin này này. Đây là cái chân pin nó này. Đấy, chân pin nó này nhá. Pin 9V, các bác cứ lên mã cho em xem là pin 9V đi. Em báo giá luôn là 10k một viên. Đấy, 10k. Một cái viên pin 9V này chỉ có 10.000 viên thôi. Về giá rất hạt rẻ bình dân, về các bác sử dụng thay thế nhiều những thiết bị đã dùng cái pin này. Rồi là về chế cháo các thứ rồi. Đấy, con này dùng hay lắm. Đó, 10k viên nhá. Lên mã em xem là pin 9V, 10k viên. Bên em vừa hết hàng nhưng mà nó lại qua hàng trở lại này. Cái mã âm siêu tốc này đang hết hàng thì hôm nay lại có hàng về nhá. Đấy thì em báo giá các bác luôn. Giá hiện tại em đang gửi bác là 320.000 một cái ấm siêu tốc nha. Bao ship cho bác tận nhà luôn, hàng của thương hiệu Hikari rất chất lượng. Cái này em bán khá nhiều rồi. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like em nhé. Cũng như là nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất em. Và khi mà các bác mua hàng em thì nhớ cho em là mua hàng hóa đơn từ 200 trở lên là em sẽ miễn phí ship, miễn phí vận chuyển cho bác luôn. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhé. Đây, cái mà ấm siêu tốc này giá thì bình dân thôi, 320.000. Đấy, so với một số người thì cũng có vẻ là nó hơi cao một chút nhưng mà hàng dùng cực kỳ chất lượng luôn. Riêng hàng này bên em bảo hành cho bác 2 năm luôn, lỗi 1 đổi 1, cực kỳ bền nhá. Cái này là từ lúc em bán hàng đấy, khoảng tầm 4 năm nay rồi, bên em vẫn đang xài cái con ấm này, rất bền nhá, cực kỳ bền. Hàng của nó thì sẽ là hàng mới nguyên hộp này, hàng của siêu thị nhá. Đấy, hàng bán ở siêu thị luôn đấy. Đây, Hikari này. Đấy, hàng hiệu Hikari nhá. Công suất sẽ là 1.500W này, sử dụng giúp em là điện 220 nhá, dung tích là 2.3 L. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là dùng điện bao nhiêu thì nhớ giúp em là sản phẩm này dùng điện là 220 nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, xài điện Việt Nam là thoải mái luôn, hàng của Hikari, hàng mới nguyên hộp như này, rất chất lượng, thiết kế cực kỳ chắc chắn này. Toàn bộ là inox này. Đấy, rồi là một lớp nhựa chống nóng bên ngoài nhá, tay cầm này, công tắc rất tiện lợi này. Đấy, công tắc bật tắt này, có chế độ tự ngắt khi sôi này. Đấy, rồi là đây phần nắp mở thì các bác ấn xuống là nó sẽ đóng, còn các bác muốn mở thì các bác kéo này. Đấy, tự động là sẽ đẩy lên. Đấy, đây phần thân ấm nhá, rất dày, các bác nhìn này, inox rất dày luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra cầm một cái ấm này nó nặng trịch luôn. Đấy, bình thường các bác mua những cái dạng ấm siêu tốc ở ngoài nó rất là mỏng mẻo, như con này ấm bên em, ấm hàng Hikari, hàng mấy Japan mà, hàng Nhật mà, rất chất lượng, cầm nặng trịch luôn. Đấy, các bác yên tâm là dùng rất là bền. Đây là phần đế ấm này, đế ấm vùng quanh được bo một cái lớp inox này, rất chắc chắn nhá. Đấy, phần chân khâu đồng rất xịn sò. Đây là dây nguồn của nó. Đấy, dây nguồn. Đấy, bên này dưới lại có tem hết luôn này, rất cẩn thận luôn nhá. Hikari này. Đấy, công suất là 1.500W này, sử dụng điện 220 này. Đấy, dung tích là 2.3 L. Nói chung là con này các bác xài gia đình, các bác đun thì nói chung là siêu bền rồi, vĩnh cửu vài chục năm, yên tâm đi. Đấy, vì em dùng tầm 4 năm nay rồi. Đấy, 4 năm nay rồi mà không có hiện tượng, không vấn đề gì luôn, rất bền quá nhá, rất bền luôn. Mà so với mức giá này thì các bạn yên tâm là nó giá nó quá tốt rồi. Đấy, 320.000 quá nhá, 320.000. Lên mã giúp em sẽ là cái ấm siêu tốc của thương hiệu Hikari, hàng Nhật Bản quá nhá, made in Japan, 320k một cái, bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, đây, hàng made in Japan, đó, có thấy không, made in Japan, rất xịn sò, ok nhá. Dùng điện 220, 320k. Đấy, chốt đơn vào việc ấm siêu tốc nhá. Bữa trước là bữa nào bác nào mà chưa mua được, đấy, vì thông báo đã hết hàng, hôm nay hàng đã về thì bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Số lượng hạn không nhiều đâu. Đấy, 320k, ấm siêu tốc của thương hiệu Hikari nhá, đó, rất bền. Rồi, cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là một cái mã hàng rất là hay mà lâu lắm là không có hàng về thì hôm nay hàng nó tiếp tục về này. Đấy, hàng vừa về xong em lấy quay cho bác luôn. Đó là cái mã phao tự động ngắt, phao tự động ngắt có nhá. Đấy, cái phao tự động ngắt khi nước đầy. Đó thì nó thay thế những cái dòng phao truyền thống. Đấy, bình thường là các bác hay dùng những cái phao truyền thống, những cái dạng phao dài này. Đấy, lắp đặt nó rất là khó khăn, mà thứ hai là cái độ bền nó không được lâu. Đấy, cái đấy nó chỉ dùng được khoảng tầm 1-2 năm thôi là cái nước bây giờ nước sạch nó rất nhiều clo. Nó vào là nó làm nhanh rỉ cũng như là rất là nhanh hỏng cái phao này. Đấy, thì các bác chuyển sang cho em cái hệ phao này. Nó là cái hệ phao tự ngắt đời mới, toàn bộ đó chất liệu là bằng nhựa ABS cao cấp nhá. Nên là khi mà các bác xài thì rất là bền luôn. Đấy, thì gen này của nó sẽ là gen phổ thông, gen 21. Về các bác lắp đặt rất là dễ dàng và cực kỳ sử dụng luôn. Đây, hàng của thương hiệu Sunnybank. Hàng này thì của người Việt sản xuất các nhá. Đấy, nên là các bác yên tâm. Hàng của người Việt sản xuất nên là rất là yên tâm rồi. Đấy, hướng dẫn sử dụng van phao nước phù hợp đây này. Đấy, dùng cho test nước các thứ này, rồi là bể nước các thứ được hết luôn các nhá. Bồn inox này được luôn. Đấy, van phao tự động.
van phao nhựa tự động nhá. Đấy, kích cỡ nhỏ gọn, dễ lắp đặt này. Sửa chữa này, độ bền cao 5 đến 10 năm không bị gì sét này, lượng nước xả lớn nhá. Đấy, tính năng của sản phẩm thì đây em đọc luôn. Van phao tự động Sunny Bank được thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, sửa chữa, thay thế, bảo trì, lượng nước xả lớn, chất liệu nhựa có độ bền cao, an toàn sức khỏe người dùng, nguyên lý làm việc, nước được cấp vào thiết bị chứa, mực nước sẽ lên cao dần khi chạm tới vạch giới hạn của van phao sẽ tự động ngắt nước, khi mực nước tụt xuống vạch giới hạn sẽ tự động mở nước và cấp nước trở lại nhá. Đây nó có cái chỗ lẫy này, cái vạch giới hạn này, khi mà nó vượt quá cái 1 cm của cái này thì tự động nước nó sẽ ngắt, còn khi nào mà nó tụt xuống dưới 1 cm là nước nó sẽ lại cấp lại nhá. Đấy, nó cũng nói chung nguyên lý động nó những hoạt động đúng như những cái van phao truyền thống kia, nhưng mà cái này nó thứ nhất là độ bền cao, mà thứ hai là nó dễ dàng lắp đặt, dễ dàng sử dụng nhá. Đây, bộ sản phẩm là nó sẽ gồm có là đi một cái van và một cái cút để các bác cho nước ra, điều chỉnh nước ra. Thì bên em sẽ có hai mã nhá, một mã phao đứng và một mã phao ngang. Đây em quay cho bác luôn này. Thì về các bác xem là cái bồn nước nhà mình lắp đặt ở cái vị trí nào. Nếu mà các lắp đặt ở vị trí phao đứng, xem nó phù hợp với vị trí phao nào được bác dùng phao đấy nhá. Thì đây, cái con phao đứng đây, con phao đứng của nó thì nó sẽ thẳng đứng nha. Đấy, nước nó sẽ xả thẳng này và nó sẽ sang ngang nha. Đấy, nó gọi là phao đứng vì nó dạng nó thẳng đứng lên. Còn đây là cái con phao ngang nhá. Đây là con phao ngang. Con này sẽ đi nước theo cái chiều ngang, còn đây nó theo đi nước xuống theo cái chiều thẳng. Thì các bác về xem đây, em sẽ quay kỹ bác này. Về các bác xem là nhà mình lắp đặt phù hợp với cái mã phao nào. Con này là phao ngang này, còn con này là phao đứng này. Đấy, thì hai mã này thì sẽ bằng tiền nhau. Chỉ có cái là về các bác xem là lắp đặt theo cái mã nào cho nó phù hợp với lại cái công năng và là cái chỗ các bác lắp đặt cho nó dễ thôi. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phao van phao tự động ngắt nước nhá, khi đầy. Đấy, giá của nó sẽ là đi 60k. Đấy, 60k một chiếc thôi nhá. Đấy, thì bên em đang có một mã phao là mã phao đứng. Đấy, mã phao đứng và một mã là mã phao ngang. Thì các bác lấy mã nào cứ báo nhá. Các bác cứ bảo là cho tôi một chiếc phao đứng tự ngắt, giá sẽ là 60.000 thì em nhặt cho bác phao đứng. Còn các bác lắp ngang thì cứ bảo là cho tôi một chiếc phao ngang tự ngắt thì giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, 60.000 hàng của thương hiệu Sunny Bank. Con này thì rất là bền luôn và dùng rất là hay nhá. Đây, con này là mã phao ngang này, nước nó sẽ chảy ngang này. Con này là mã phao đứng này, nước nó sẽ chảy xuống nha. Đấy, thì hai con này về các bác xem lắp đặt nào thì các bác sử dụng nhá. Đó, ở đây em sẽ quay bác một cái video test thực tế bác con này, rất ok luôn. Con này rất là tiện, nếu mà các bác không lắp đặt ở trong bồn, các bác có thể lắp đặt ở xô này cũng rất là tiện luôn nhá. Đấy, đây ví dụ bình thường nhá, là nước đang vượt quá cái mức giới hạn thì nó sẽ tự động ngắt. Bây giờ em sẽ múc nước ra này. Đấy, em múc nước ra nhá. Các bác nhìn chú ý với cái đầu phao, bắt đầu là nước chảy luôn này. Đấy, có thấy không? Nước chảy luôn nhá. Đấy, nước chảy ra rất là khỏe nhá. Các bác nhìn này. Đấy, bắt đầu là nó bắt đầu đạt đủ cái mức giới hạn của nó, cái là nó tự động nó đẩy cái van lên sẽ tự động đóng nước luôn, rất tiện nhá. Đấy, ví dụ các bác lắp ở ngoài vườn được, mình lắp vào những cái xô như này. Đấy. Đỡ phải ra khóa nguồn. Đó. Có thấy không? Đây. Đây em múc phát nữa nhá. Đây, múc cho nhiều này. Đó, đây, múc cho nhiều này. Đấy, đây em múc rất là nhiều luôn nhá. Các bác nhìn nó chảy này. Đấy, nước chảy ra rất là đều, rất là khỏe luôn nhá. Nước chảy ra rất ok luôn và tự động ngắt rất chuẩn luôn. Đấy, đây nó buột rồi. Nhắm test lại bác coi nhá. Đấy, nước tự động ngắt rất chuẩn luôn. Có nhìn này. Đó, tự động ngắt luôn nhá, rất hay luôn. Đấy, thấy không, ngắt luôn này, thấy không, chuẩn đét đẹt luôn nhá. Đây lại cho các bác xem một phát nữa này. Đấy, nước lại ra nhá, bắt đầu cứ đạt đủ điểm cái là tự động ngắt nhá, chuẩn bị ngắt này, thấy không, đó, chuẩn bị ngắt luôn nhá. Đấy, rất ok. Rồi đấy, thực tế về cái sản phẩm đấy, em đã quay bác test thực tế bác rồi, rất ok luôn. Đây, lại một lần nữa nhá. Đấy, có nhìn này, chuẩn đét luôn. Đó, ngắt luôn, rất ok. Đấy, thực tế về cái sản phẩm đấy coi nhá. Đó thì đấy, đấy là một thực tế về cái sản phẩm em vừa test bác coi nhá, ngắt nước rất chuẩn luôn. Đấy, về các bác lắp vào cái bể nước nhà mình này, tự ngắt khi đầy này, rồi là bồn nước này,
xô nước như em vừa tiễn rồi, ok luôn nhá. Đấy thì hiện tại em đã có hai mã là mã phao ngang và mã phao đứng, thì các bác cứ lấy mã nào báo nha em, thì em bán đồng giá. Bán đồng giá các bác là 60 ngàn một cái nhá. Các bác cứ bảo là cho tôi một chiếc mã phao đứng này. Đấy thì là 60 ngàn, mã phao ngang là 60 ngàn, em quay cho bác này. Đây là con mã phao đứng này, đây là con phao đứng đây. Đấy nó sẽ đứng thẳng như này. Còn đây là con phao ngang. Đấy các bác nhìn xem là lắp đặt vào cái vị trí như mình nó phù hợp với cái mã phao nào thì báo cho em nhé. Gen của nó toàn bộ là gen 21 nhé. Đấy, gen của nó, toàn bộ của nó gen 21. Đó. Sau ống đèn 3W thì hàng lại tiếp tục về số lượng lớn để gửi bác này. Báo giá bác luôn là 10.000 một quả nhà các bác nhá, 10.000 một quả thôi. Con này công suất của nó sẽ là 3W nhá. Công suất nó rất là nhỏ và sử dụng điện 220. Ánh sáng của nó sẽ là ánh sáng màu trắng nhá. Cái này thì về các bác lắp hay lắp cho những cái đèn trang trí, đèn vườn cái thứ rồi đấy. Đấy rồi ví dụ như là các bác lắp ở đường đi đối lại này, lắp ở cầu thang hoặc là lắp ở cổng các bác thắp sáng qua đêm được. Vì cái con này cái công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3W thôi, nó không tốn quá nhiều tiền điện. Đấy nên là các bác lắp có thể là thắp sáng qua đêm thoải mái luôn. Đấy, vì công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3W thôi mà điện rất là sáng nhá. Các bác lắp ở đường đi đối lại này, lắp ở cầu thang, lắp ở nhà vệ sinh, nhà tắm các thứ rồi. Đấy, lắp ở cổng giả chống trộm cũng ok luôn, sáng sủa ok. 10.000 một quả nhá, 10.000 một quả bóng 3W nhá. Đấy 10.000 một quả. À, con này dòng sử dụng dòng mắt chip led nhá, mắt chip led siêu sáng và có cái hệ thống gọi là chống cháy chống chập. Đấy, dùng rất là bền, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy, về các bác xoáy trực tiếp vào cái đuôi nhà mình là xài thôi. Lên mã em sẽ là cái bóng đèn 3W nhá. Đấy bóng đèn 3W, công suất là 3W, giá với em là của bác là chỉ có 10.000 một quả bóng nha, 10.000 một quả thôi. Đấy, dùng rất là bền luôn. Một cái sản phẩm rất hay về đồ dùng đồ gia dụng gia đình này. Đấy, lên mã em sẽ là cái hộp bàn chải vàng 8 cây nhau nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp bàn chải 8 cây. Một hộp này sẽ gồm có 8 cây bàn chải. Đấy hàng hãng này của Good Duck rất xịn sò luôn. 8 cây bàn chải nhá. Và cái bàn chải rất hay là thiết kế rất hay là nó sẽ có hai đầu. Đó đây, em lấy cho bác coi hai đầu. Một đầu là bàn chải bình thường. Đấy, một đầu là bàn chải bình thường, lông thì rất là mềm luôn. Lông cực kỳ mềm, dùng rất thích nhá. Đấy, không lo nó bị xước lợi, đau lợi nhá, lông rất mềm luôn. Và một cái đầu rất hay là một cái đầu để các bác dùng để cạo lưỡi nhá. Đây nó thiết kế dạng silicone này, các bác dùng để vệ sinh cạo lưỡi cho em rất ok luôn. Một hộp này sẽ gồm có là 8 cây. Đấy, một hộp này sẽ gồm có 8 cây, một đầu bàn chải và một đầu cạo lưỡi nhá. 8 cây bàn chải này với mức giá thì em gửi bác giá thì siêu hạt rẻ luôn, em báo giá luôn nhá, báo giá luôn, giá nói chung là các bác nghe giá này sốc luôn. Lên mã thì em sẽ là cái hộp bàn chải 8 cây, hộp bàn chải 8 cây này, hộp bàn chải 8 cây. Đấy, 8 cây bàn chải nhá, và đi kèm là một cái hộp đựng nhà rất xinh ok luôn. Giá của nó sẽ là 30.000 thôi nhá, 30.000 một cái hộp bàn chải 8 cây này. Nó sẽ gồm có một cái đầu bàn chải và một cái đầu cạo lưỡi, một cây là nó sẽ có hai đầu luôn. Đấy, các bác dùng được rất nhiều chức năng mà giá một cái hộp này chỉ có 30.000 thôi. Bình thường các bác mua nguyên một cái bàn chải không ấy, nó đã rơi vào còn tầm 10 đến 15.000 các bác mua cửa hàng. Ở đây là hai chức năng luôn, vừa cạo lưỡi vừa đánh răng, mà giá là một hộp 8 cây nó chỉ có 30.000 thôi nhá, giá rất là hợp lý luôn. Nhiều bác hỏi là bên em còn cái chai xịt bôi trơn hay đó với 7 không, thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá. Hiện tại bên em đang có hai mã là một mã chai to và một mã chai nhỏ này. Đấy thì em báo giá luôn, cái chai to này hiện tại bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 50k. Đấy 50k. Và chai nhỏ thì bên em đang gửi bác là giá là 35k. Nhiều bác cứ hỏi là bên em sao bán giá cao thế, cao so hơn với thị trường, thì em báo luôn, hàng bên em thì hàng là hàng chuẩn chính hãng, các bác cứ nhận hàng kiểm tra, hàng xịt nó có mùi thơm. Đấy, hàng xịt và có mùi thơm đây, và hàng chuẩn chính hãng nhìn nó khác bọt ngay các bạn, chứ không phải là hàng vớ vẩn nhá. Đấy, chứ không phải hàng vớ vẩn, vì cái hàng R7 này hàng nhái của nó cực kỳ nhiều luôn, các bác cứ nhận hàng kiểm tra ha, cho sánh hai chai các bác biết ngay. Và bên em bán cực kỳ nhiều rồi, chưa có bác nào chê cả. Và các bác nhiều bác còn gắn kết là mua, có những cái bác mua một lúc mười mấy chai luôn về các bác xài, rồi là cửa hàng cái hiệu rồi. Nhiều khi các bác bán những cái hàng linh tinh ấy thì rất là mất khách. Đấy nên là bên em cũng không dám lấy những hàng linh tinh, cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng luôn. Đấy thì ở đây giao diện nó đây nhìn nó cũng rất là thật luôn, các bác cầm các bác so sánh một cái chai hàng nhái nhìn nó khác hẳn luôn các bạn, không được những cái logo rồi là những cái độ chi tiết sắc nét không mà nó đẹp được những cái chai chính hãng đâu. Đấy, và đặc biệt là một cái cách phân biệt rất dễ khi mà các bác nhận hàng, các bác cứ xịt cho em. Đấy các bác cứ xịt được cho em, các bác ngửi thấy nó có mùi thơm thì với là hàng chuẩn chính hãng nhá. Còn toàn bộ những cái hàng linh tinh không là có mùi thơm, mùi của nó rất là khét. Đấy nhưng mà hàng này nó phải có hàng có mùi thơm thì với là hàng chuẩn chính hãng nhá. Thì đây cái chai này là khi mà các bác mua thì bên công ty sẽ tặng thêm là 50g này, này. Đấy chai lớn tiết kiệm hơn này, này. Một chai này thì dung tích của nó sẽ là trọng lượng là 350g,
tương đương với là 493 mm. Cái chai này thì chức năng của nó là gì? Đấy, ví dụ như là những cái vị trí mà nó đang bị kéo kẹt, đang chưa được trơn tru thì các bác cứ xịt thẳng vào. Rồi là ví dụ những cái vị trí mà những cái con ốc các thứ là nó lâu ngày nó rỉ sét, các bác khó xoáy thì các bác xịt như này vào để cho nó bôi trơn đi. Đấy, để các bác về sử dụng nhá, dùng rất ok luôn. Chất bôi trơn đa dụng nhá, nó gọi là chất bôi trơn đa dụng RB7. Cái chai này là khi mà mua thì tặng thêm 50g này. Thì chai này dung tích là chai lớn 493 ml, tương đương với lại gần 500 ml đấy. Em báo giá luôn là 50.000 chai lớn nha. Còn chai nhỏ nhá, có nhá, chai nhỏ thì sẽ có giá là 35.000. Các bác nào dùng ít thì mua chai nhỏ cũng được. Chai này thì sẽ có dung tích là 175g, tương đương với lại là 247 ml. Đây là chai nhỏ, chai này tặng kèm thêm là 25g này. Giá sẽ là 35.000 một chai nhá. Đây là chai nhỏ. Đấy thì hàng cam kết với các bác luôn là hàng chuẩn chính hãng của RB7 nhá. Vì cái này hàng nhái rất là nhiều. Đấy nên các bác cứ bảo là sao giá nó cao hơn một chút thì em nói luôn là hàng bên em hàng chuẩn chính hãng nhá. Hàng cam kết là chuẩn, hàng chuẩn chính hãng. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, xịt ra các bác ngửi đi mùi thơm. Với là hàng chuẩn chính hãng, còn những cái hàng khác ấy toàn bộ mùi nó rất là khét, khó chịu lắm. Mà nó không xịt và nó không có tác dụng gì đâu các bạn. Xịt nó như nước mà. Đấy xịt nó như nước, nó không có tác dụng gì đâu. Đấy nên các bác mua nói chung là giá nó cao một chút, chấp nhận giá nó cao một chút nhưng mà là hàng nó chuẩn hơn. Đấy, hàng nó chuẩn, hàng ok nhá. Chai nhỏ, chai to là 50, chai nhỏ là 35. Các bác lấy chai nào thì báo nhau nhá. Tiếp theo thì đây, nhiều bác hỏi cái mã hàng quạt cốc này. Đấy thì tiếp tục hàng về nhá. Quạt cốc tiếp tục hàng về. Giá rất hạt rẻ bình dân thôi. 330.000 một cây. Bao ship cho bác luôn. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái quạt cốc này. Quạt cốc tích điện nhá. Quạt cốc tích điện. Đó. 330k các bác xài bao ship luôn. Các bác xài trong những cái dịp mà mất điện mất đóm này, mình làm một cái quạt dự phòng hoặc là đi chơi, đi du lịch. Đấy, mình cần một chiếc quạt di động mang đi mọi lúc mọi nơi, nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng mà rất là mát luôn, thì các bác xài vào là cho em rất tiện dụng. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân quạt này, phần lồng toàn bộ và phần cánh, rồi là phần củ quạt các thứ này, chân đế toàn bộ thiết kế bằng nhựa bằng thép các bác nhá. Đấy, bằng thép rất cứng cáp rồi dẫn luôn. Phần lồng này thiết kế rất cứng cáp này. Con này thì quạt của nó sẽ là được quạt 8 inch nhá, quạt 8 inch. Lấy cái thước. Đi kèm thì sẽ có cho bác là một viên pin. Đấy, một viên pin. Chân pin của nó sẽ là chân pin phổ thông, chân pin Makita nhá. Nên là về các bác nào mà có pin cái pin Makita các bác cũng có thể xài chung được luôn. Đấy, xài chung luôn. Và đi kèm cho bác là thêm cho bác là một cái củ sạc. Đấy các bác nhá, củ sạc này. Thì khi mà hết pin thì các bác cắm vào đây. Đấy, và các bác cắm trực tiếp vào điện 220 để các bác sạc cho viên pin này. Đấy, còn lúc nào mà mình không sạc thì mình cắm vào đây cho em. Đấy, cắm vào đây. Đó, sau đó các bác bật lên này. Đó, bật lên các bác chạy thôi. Công tắc đằng sau đây. Đấy, quạt chạy và phà luôn. Đấy. Cái này em cứ hay gọi là máy bay phản lực đã về các bạn. Đấy, máy bay phản lực hàng đã về này. Đấy, chạy đúng như là động cơ phản lực luôn. Rất khỏe nhá. Đấy, nhỏ nhỏ thôi nhưng khỏe lắm. Con này nó chạy bằng cái motor 775. Đấy, động cơ không thổi than mà. Rất mát, chạy êm mà bền các bạn. Đấy, mà rất là khỏe. Đấy, đây. Chạy phà phà luôn này. Mát dã man luôn. Đấy, cái này khoảng cách các bác quạt tầm mét hơn mét mà cái độ quạt tới nó cũng thoải mái luôn. Đấy, đây. Rất ok, tiện cực kỳ nhá. Đấy, tiện cực kỳ. Đấy, mình cứ để trên bàn này các bác quạt có thể điều chỉnh cụp lên, cụp xuống luôn. Đấy, điều chỉnh cụp lên này, ngửa lên này. Đấy, ngửa lên. Cụp xuống ok luôn, rất chắc chắn nhá. Đấy, đây. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước này. Con này thì cái phần đường kính của nó sẽ vào là 21 cm. Đấy, nó khá là to. Về các bác xài quá khá là ok. Đấy, rất là mát luôn các bác nhá, rất mát luôn. Đây. Đấy. Chạy phà phà luôn này. À, đấy, quạt khỏe lắm ạ. Quạt khỏe lắm. Đấy. Cái bóng căng phồng luôn này. Đây này. Đấy, quạt chạy phà luôn. Nói chung là khá là mát đấy nhá. Đấy, về chống cháy trong những trường hợp mất điện, mất đóm hoặc là mình đi du lịch, đi picnic, đi chơi. Đấy, mình có cái con này rất tiện dụng luôn. Đấy, hoặc ví dụ các bác để lên xe ô tô được, để xe ô tô nào không có điều hòa chứ mình vứt con quạt lên được. Đấy, cần thiết lúc nóng quá mình quạt luôn, quá ok luôn, mát lắm. Cái sải cánh khá là to nên rất là mát. Đó, và cái sử dụng cái chân pin sẽ là cái chân pin phổ thông, chân pin Makita. Nên là các bác ví dụ như là các bác có những cái pin máy khoan Makita các bác lắp đây là xài chung được luôn này. Đấy, xài chung luôn. Còn đây là cái cổng sạc của nó, đi kèm thì sẽ có là một cái củ sạc nha. Đấy thì chọn một bộ này.
là bao gồm là cả quạt, cả pin, cả sạc luôn là 330.000 nhá, 330.000 và bao ship cho bác luôn. Cứ lên mã giúp em xem cái quạt cóc tích điện nhá. Đấy, quạt cóc tích điện. Có tích điện luôn là 330k bao ship. Bình thường là các bác ra thị trường ấy, các bác mua cho em một viên pin ấy thì nó đã trên dưới là hơn 300.000 rồi. Đấy là pin bình thường ấy. Ở đây các bác mua là chọn bộ luôn là cả sạc, cả pin, cả quạt mà giá nó chỉ có 330.000 thôi là các bác thấy giá nó rất là hợp lý rồi. Giá nó rất là dễ mua rồi. Đấy, giá rất dễ mua rồi. 330k nhá, quạt cóc tích điện nhá, quạt cóc tích điện 330k một cây, bao ship tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bóng đèn 3W này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bóng đèn 3W nhá, em báo giá luôn. Cái này thì bình dân thôi, 10.000 một cái quả bóng đèn 3W nhá, 10.000 một quả. Cái này của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá. Đây nhiệt độ màu là 6500K ánh sáng màu trắng này, sử dụng điện 220. Cái đu của nó sẽ là đu xoáy nhá. Về các bác xoáy và những cái đu phổ thông nhà mình là các bác xài thôi, đu xoáy E27 đấy. Đó. Giá em báo luôn là 10k nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái bóng đèn 3W nhá. Bóng đèn công suất 3W, giá sẽ là 10k. Những cái bóng này thì thường thường các bác sử dụng lắp ở đèn trang trí này, hoặc là ví dụ như là các bác lắp ở ngoài cổng này, vị trí cầu thang, nhà vệ sinh, nhà tắm, những cái chỗ nào mà không cần sáng lắm, gọi là có bóng là ok là các bác xài thôi. Đấy, thứ nhất là tiết kiệm điện, mà thứ hai ví dụ các bác lắp ở cổng đường đi lối lại, đường đi lại chỗ cổng ra cổng vào cầu thang đấy, mình có thể là lắp qua đêm vì cái công suất của nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3W thôi, nó không tốn quá nhiều tiền điện các nhá. Thì các bác xài trong cái quả này nó rất là tiện luôn. Đấy, nó chỉ có 10.000 một quả thôi. Về các bác xài tiết kiệm điện mà nói chung là nó kinh tế, giá hợp lý, 10k nhá. Lên mã em sẽ cái bóng đèn 3W 10.000 một quả này. Con này là dòng bóng chip LED nhá nên là rất là sáng. Đấy, công suất 3W thôi nhưng khá là sáng đấy. Và thứ hai là nó tiết kiệm điện nhá. Tiết kiệm điện. Đó, nói chung là ok. 10k một quả bóng đèn 3W này. Đây, cắm test bác luôn này. Đây em dùng luôn cho bác cái đu đèn lò xo này. Đu lò xo rất là tiện này. 30.000 một cái đu lò xo này, 30.000 một cái. Đấy, đi về các bác xài các bác xoáy em vào đây. Đấy, đây con này nó dùng cái đuôi xoáy này. Đấy. Các bác xoáy vào. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 để các bác xài cho em thôi. Đấy, bóng khá là sáng. Đấy có thấy không? Bóng khá là sáng nhá. Đây. Đấy, bóng khá là sáng đấy. Đấy 3W thôi nhưng rất là sáng nhá. Đây. Đó, rất ok luôn, rất tiện dụng nhá. Cái đuôi này thì các bác muốn mua thêm cái đuôi này thì bên em đang bán một cái đuôi này là 30.000. Cái đuôi này các bác có thể bẻ đi bẻ lại này. Đấy, bẻ đi bẻ lại nhá. Và quan trọng rất là hay là nó có cái công tắc tích hợp đây này, lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất tiện dụng luôn, đỡ phải rút ở đầu nguồn. Các bác bật công tắc, bật tắt bằng cái công tắc luôn. Rất ok. Đấy, có thể bẻ đi bẻ lại rất là hợp lý luôn. Đây. Rất ngon lành nhá. Đấy, quá ok luôn này. Ngon chưa? Đấy, cái này là cái đuôi đèn lò xo nhá, đuôi đèn lò xo. Đấy, báo giá bác luôn cái đuôi đèn lò xo này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k. Đấy, đuôi lò xo. Giá là 30k một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái đuôi lò xo nhá, 30.000 một cái. Còn cái bóng thì là 10.000 một quả bóng và công suất 3W nhá. Và cái tiện của đuôi này là các bác có thể rút cắm ở mọi chỗ, mọi vị trí luôn. Đấy, ví dụ các bác không dùng, các bác muốn rút ở chỗ khác, các bác rút ở chỗ khác, các lại cắm ở chỗ khác. Đấy, các bác xài. Lúc nào dùng các bác bật lên, không dùng mình tắt đi, rất tiện dụng cái đuôi này nhá. 30.000, cái đuôi này là cái đuôi lò xo này. Đấy là 30.000 một cái. Còn cái quả bóng đèn công suất 3W thì là 10.000 một quả nhá. Đấy, đèn này là công suất là 3W này. Đó thì là 10.000 một quả bóng đèn 3W nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái phích cắm gập này, phích cắm gập. Đấy, cái phích cắm gập này thì nó dùng như thế nào? Đấy, dùng ví dụ như là các bác xài ở những cái chỗ vị trí góc hẹp. Đấy, bình thường là các bác cứ để nó chồng ngược nha, những cái phích cắm thường để chồng ngược ra. Đấy, đặc biệt là trong những cái chỗ khe tủ, khe bàn. Đấy, bình thường là các bác đẩy vào thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Đấy, cái này là nguyên cái phích này thôi, nó đã thò ra bằng này rồi. Ví dụ các bác thêm một đoạn dây điện vào nữa, nó thò thêm một ít nữa thì nó rất là vướng. Ví dụ các bác kê bàn, kê tủ các thứ rồi, các bác kê đồ vật vào đấy mà nó sát tường, các bác muốn kê những cái đồ vật đấy nó sát tường thì nó lại bị vướng, thì các bác lại phải cách ra. Thứ nhất là nó bị dư ra một ít cái diện tích. Đấy, vừa tốn diện tích mà không tối ưu được không gian để các bác dùng cho em cái phích này. Đấy, khi mà dùng thì các bác sẽ gập vào đó, các bác cắm trực tiếp vào trong ổ như này, cắm trực tiếp trong ổ nha. Đấy, trong ổ đó các bác sẽ gập vào thì cái không gian nó sẽ tối ưu đi dựng rất là nhiều luôn. Đấy, cái chân này của nó sẽ là chân dẹt nhá, chân nó sẽ là chân dẹt và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% luôn. Đấy, tiếp xúc tốt này, phích chống va đập, chống cháy, chống vỡ và có thể là gập gọn vào được, rất ok. Giá thì em báo luôn, bên em đang gửi bác 15.000 nhá, 15.000. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá, phích cắm gập. Đấy, phích cắm gập bên em đang gửi bác là 15k.
15k một cái phích cắm gập này, nó có thể gập vào một cái góc vuông 90 độ này, hoặc các bác để chéo hoặc các bác để thẳng cũng được, tùy nhu cầu nhá. Nhưng mà thường thường là trong những cái vị trí mà các bác cần tối ưu không gian để các bác kê kích những cái đồ cho nó sát, muốn sát vào tường ấy, thì các bác mua cho em cái này. Đấy, thứ nhất là nó không tốn diện tích, nó không không bị chìa ra. Đấy, các bác cắm vào thì nó sẽ gập gọn này. Đấy, nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều không gian diện tích nhá. 15k cũng nhá. Cứ lên mã như em sẽ cái phích cắm gập, nó có thể gập gọn được nhá. Đấy, gập vào. Rất ok, 15k một cái. À, bình xịt nhớt thì bên em hàng lại về nhá. Và giá thì bên em vẫn đang bình ổn các bác luôn là 40.000 một cái bình xịt nhớt này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bình xịt nhớt này. À, 40k. Đấy, 40k một cái bình xịt nhớt của thương hiệu Kabushi. Đấy, Kabushi Japan. Thương hiệu chuyên về đồ kim khí, đồ đồ nghề nhá, rất nổi tiếng rồi. Đấy, hàng của Kabushi rất ok luôn. 40k một cái bình xịt nhớt này. Chất liệu thì bên thân dưới của nó sẽ là kim loại nhá. Trên này thì là nhựa ABS cao cấp này, phần tay bóp này thì cũng là kim loại luôn này. Còn rất là hay nữa là thiết kế rất hay và thông minh. Đó là cái phần đầu này, nó có thể bẻ đi bẻ lại, uốn cong được. Đấy, đặc biệt là những cái chỗ vị trí khó là các bác có thể luồn lách, các bác bẻ cong như này, các bác vẫn có thể xịt nhớt được không nhá. Đấy, và cái lực phịt nó rất là khỏe luôn. Lực phịt tay bóp này thôi nhưng rất là mạnh nhá, lực phịt ra rất là mạnh luôn. Đấy, đi các bác về các bác châm dầu, châm nhớt vào đây này. Đấy, rồi ví dụ các bác hay làm thợ thuyền, thợ máy may này. Đấy, các bác về châm dầu, châm nhớt đây nhá, châm dung dịch đây. Sau đó là các bác xoáy nó vào, xoáy chặt nó vào. Đấy, và các bác cứ thế các bác bóp ra thôi. Đấy, để các bác bơm dung dịch, bơm dầu, bơm nhớt rất tiện dụng luôn. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bình xịt dầu, xịt nhớt nhá. 40.000 một cái bình xịt dầu nhớt này. Và cái phần tay, phần đầu của nó có thể bẻ cong đi các vị trí khác nhau nhá. 40k một cái. Thiết kế rất chắc chắn luôn. Cái con này rất hay là nó thiết kế cái dạng chống tràn, cái phần nắp của nó chống tràn nhá. Bình thường là các bác để này, ví dụ các bác có bị đánh đổ để ngang này thì không bao giờ nó bị chảy được nhá. Nó thiết kế dạng chống tràn, nó rất là kín luôn. Đấy, các bác để này thoải mái, không bao giờ nó bị đổ luôn. Đấy, thiết kế chống tràn nhá, ok. 40k nhá, 40k một cái bình xịt nhớt này. Đấy, 40k một cái bình xịt nhớt, phần đầu vòi có thể bẻ cong, uốn cong rất tiện dụng nhá. 40k một cái. Cái dây sạc ba đầu này thì bên em tiếp tục hàng về này, báo giá bác luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái dây sạc ba đầu này là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái dây sạc ba đầu nha. Đấy. Lên mã em sẽ là cái dây sạc ba đầu nhá. Về các bác sạc được rất là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, sạc cho Samsung, iPhone, Oppo, Lenovo rồi là răng Lover các thứ rồi. Đấy, rất nhiều những thiết bị khác nhau luôn. Đây, phần cổng vào nó sẽ là cái đầu USB và cái phần cổng ra của nó thì sẽ có là ba đầu nhá, ba đầu. Một cái đầu tiên sẽ là cái đầu Lightning này, chân này thì dành cho chân iPhone, thiết bị cho iOS iPhone này. Một cái chân thứ hai là chân Type C. Chân Type C thì bây giờ rất nhiều thiết bị nó dùng cái chân Type C này rồi. Đấy, đặc biệt là cho các bác sử dụng máy Samsung. Đấy, các bác xài cái chân này. Và một cái chân nữa đó là cái chân Micro USB. Chân này thì chuyên dùng cho Samsung đời cũ nhá. Đấy, Samsung đời cũ thì hay dùng những cái chân cổ này. Đó là cái chân Micro USB thì các bác xài chân này cho em. Nói chung là các bác mua một cái dây này, này thì các bác xài được rất nhiều, sạc được, sử dụng được rất nhiều những thiết bị khác nhau luôn. Đấy, Samsung, iPhone các thứ rồi. Đấy. Về các bác sử dụng sạc đa năng cho rất nhiều thiết bị khác nhau nhá. Đấy, thì giá nó bình dân thôi, 40.000 một cái dây này. Thì toàn bộ cái dây này thì chất liệu đó được là bọc một lớp silicone, chống gập, chống gãy nhá, siêu bền luôn. Các bác xài con dây này thì chắc là siêu bền rồi, không biết đến bao giờ mới hỏng luôn. Chắc là không phải nghĩ luôn đấy, không biết bao giờ phải mua dây sạc khác luôn. Các bạn nhìn cái phần đầu nó này, thiết kế silicone đúc đặc luôn. Và đây là con bo được một cái lớp kim loại bên ngoài. Đấy, chống gập chống gãy nhá, kể cả cái phần đầu dây này. Đấy, nó bo kim loại hết luôn, chống gập chống gãy nhá, rất bền luôn. Các bác xài con này thì nói chung là không biết đến lúc nào mới hỏng luôn. Đấy, các bạn nhìn này, em bẻ thoải mái này, không mà nó bị gập luôn. Đấy, thấy không, vì cái phần đầu silicone này, nó cái dây silicone nó rất là dày, rất là to luôn đó. Lên mã em sẽ là cái dây sạc ba đầu nhá, dây sạc ba đầu. Bên em đang gửi bác một cái dây sạc ba đầu này, giá sẽ là 40.000 nhá. Dây sạc cam nhá, dây sạc cam ba đầu, sạc ba đầu, sạc rất nhiều những cái kiểu điện thoại khác nhau nhá. Đấy, 40k một cái dây sạc này. Đấy, 11 món nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái hộp dụng cụ 11 món, báo giá bác luôn 100.000. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp dụng cụ 11 món hoặc là bộ V11 đều được. Đấy, 100.000 một bộ nhá. Một cái bộ này sẽ gồm có là 11 món nhá, 11 món. Để về cho các bác mình sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng được hết luôn. Đó, ở đây nó sẽ có là một chiếc búa này, một chiếc cà lê này, mỏ lết này. Đấy, rồi là kìm nhé các bác nhá, kìm. Một chiếc thước kéo rút 2 mét này. Rồi là có dao giấy, bút điện, bộ lục giác này.
Ở đây là có một cuộn băng keo điện và ba cây tô vít nhá, đựng trong một chiếc hộp rất ok nha. Đấy, khi mà các bác xài xong đó, đấy, các bác lại đóng hộp vào, các bác xách mang đi mang lại rất là tiện, hoặc là mình dùng gia đình, mình dùng xong cái là mình lại cất vào trong cái hộp này. Đấy, mình để nó gọn lên rất ok. Đến lúc mà các bác xài nhà, đến lúc mà các bác kiếm đồ, các bác đi lấy đồ các thứ giờ các bác cũng dễ kiếm, dễ tìm, đỡ phải bình thường là các bác cứ xài một cái một, các bác cứ hay vứt linh tinh ấy. Đấy, đến lúc mà các bác dùng và các bác kiếm nó rất là khó kiếm, khó dùng. Đấy, đến lúc mà các bác tìm nó rất là mất công. Nhưng mà khi mà các bác xài cái bộ này đấy, thì mình cứ dùng đến bộ chi tiết nào mình lấy chi tiết đấy, khi nào dùng xong là các bác lại bỏ vào trong cái chỗ đấy luôn. Đấy, nó khớp vào vị trí luôn nhá. Kìm này, mỏ lết, rồi là búa đinh này, đấy, thước này, dao giấy, tô vít, cái này là cái cây bút điện này, tô vít này, lục giác, băng keo điện, đầy đủ hết luôn. Đấy, về các bác nói chung là bộ này xài gia đình này, anh em thợ thuyền đấy, dùng những công việc đơn giản dùng bộ này thì quá hợp lý rồi. Đấy, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 100.000 bộ này. Hàng này là hàng bên em ôm lô, hàng thanh lý siêu thị Nhật, rất là xịn sò, hàng bãi Nhật nhá. Hộp dụng cụ 14 món nhá, và lên mã nha, sẽ cái bộ V11 nhá, báo giá bác luôn là 100.000 bộ này. Đấy, 100.000 bộ này sẽ gồm có là 11 món nhá, gồm có 11 món, đựng trong một chiếc hộp rất là xinh nha. Đấy, về các bác sử dụng xài rất ok luôn. Bộ hộp dụng cụ 11 món 100k một bộ nhá, chỉ có 100.000 thôi. Đấy, hộp hiếc ngon lành hết luôn nhá nhá. Đấy, nguyên cái hộp này các bác về các bác đựng đồ đạc đây rất là giá trị rồi. Lại cần đồ những cái chi tiết bên trong nữa là dùng là quá thoải mái luôn, mà giá nó chỉ có 100.000 thôi. Về dùng gia đình này, cần cái là mình có mình dùng luôn, đỡ phải đi mượn đi mõ, hoặc là ví dụ như là mình cần cái mình có mình sửa luôn. Đấy, nhiều khi cứ phải gọi thợ thiếc nó mất công. Đấy, có cái những cái đồ đạc này mình xài, mình dùng, mình xoáy, mình sửa thứ là có cái mình xài luôn nhá. Đó, 100k. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp dụng cụ 11 món nhá. V11 100.000 bộ. Dạ, và thiết thì lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng rất là hay, sử dụng trong nhà bếp thì rất hợp lý này. Đó, lên mã em sẽ là cái bộ nạo 14 món nhá. Bộ nạo 14 món em báo giá luôn 90.000 một cái bộ này. Đấy, 90.000. Đấy, 14 trong 1 này. Bộ nạo 14 món nhá, 90.000 một bộ này các bác nhá. Bộ này thì rất hay, các bác xài nhà bếp này rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ gồm có ví dụ như là bào, các bác bào sợi này. Đấy, rồi là bào dạng hạt lựu này. Đấy, hạt lựu cắt là hạt lựu nhá, khuôn cắt hạt lựu rất ok luôn, đầy đủ luôn. Có cả cái lọc lòng trắng trứng này. Đấy, rồi là cái khuôn cắt hạt lựu to, khuôn cắt hạt lựu nhỏ này. Đấy, các bác về các bác xài, các bác có thể lắp sang những cái khuôn khác được. Đây, ví dụ như em đang lắp cái khuôn này là khuôn to này. Đấy, còn nếu mà không dùng khuôn to, các bác có thể lắp vào đây để các bác lắp thành cái khuôn nhỏ này. Đấy, sau đó các bác cho một cái quả gì vào đây chứ? À này. Đấy, cho một cái quả gì vào đây. Đấy, và các bác xài, các bác lắp xem cái này vào. Đấy, và khi mà các bác sử dụng, các bác ấn nó xuống. Đấy, ấn nó xuống là nó sẽ sập xuống. Và lúc nào mà không dùng cái này thì các bác có thể là mở cái này ra. Đấy, sau đó các bác đậy cái này lên và các bác cho đây. Đấy, ví dụ như là các bác có khoai tây, các bác muốn bào lát, các bác cứ cho đây, các bác trượt đi. Đấy, các bác trượt đi trượt lại là nó sẽ nạo và nó sẽ rơi xuống đây luôn. Ở đây thì nó sẽ thiết kế là một cái khay đựng nha, và một cái rổ lưới nha. Đấy, để ví dụ các bác dùng, các bác sử dụng và các bác mang ra các bác rửa giấy trực tiếp luôn, rất tiện dụng nha. Đây là cái ghim giữ. Ví dụ bình thường là các bác hay nạo, các bác sợ đứt tay ấy, thì các bác cho ghim cái miếng bào, các bác ghim vào đây. Đấy, và các bác cho đây. Đấy, cho đây là các bác cứ thế là các bác. Như này các bác đào này. Đấy, rất tiện dụng luôn các nhá. Đấy, một bộ này thì rất nhiều những cái kiểu bào nạo khác nhau. Đấy, hoa huyết các thứ này, bào hạt lựu đầy đủ này. Một bộ này là 90.000 nhá, 90.000. Các bác cứ lên mã nha, sẽ cái bộ nạo 14 món nhá. Đấy, bộ nạo 14 món, 90k một cái bộ nạo các nhá. 90k một bộ. Rất là hay, về dùng nhà bếp rất tiện dụng luôn. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Thật là không thể tin được các bác ạ. Em vừa mới lên TikTok săn một bộ nạo dụng cụ đa năng như này mà giá chỉ có mấy chục nghìn thôi, lại còn được free ship. Đấy, các bác nhìn thấy em nạo rất là nhanh nha. Đấy, khoai này, thái được ra này. Đấy, các miếng miếng mỏng dính như này thì là thái bình thường ấy. Cái tay mình thái bình thường ấy, làm sao mà nó mỏng như này ạ? Đây, 14 chi tiết nhá. Này, bao gồm này, ba cái để mình thái hạt lựu. Thái hạt lựu to, lựu nhỏ này, hai cái để mình thái sợi, sợi to, sợi nhỏ, một cái để mình lấy lòng trứng này, một cái để mình thái hoa như này đấy. Các bác nhìn xem đẹp cực kỳ, mỗi lần chiên rán lên chẳng không bắt mắt ạ. Mà cái bộ nạo của nhà em nhá thì được làm từ nhựa ABS, rất là dày dặn chứ không phải là cái hàng trôi nổi mỏng dính ở ngoài chợ đâu ạ. Khi mua về nha mọi người còn được kèm thêm một cái ở phía dưới này, một cái bộ rổ như này, mỗi một lần mình thái xong này mình có thể mang đi rửa trực tiếp luôn, tiện cực kỳ. Đây, ở phía cuối này, nếu như mình nạo ấy ở phía cuối ấy thì mình rất sợ nó bị nạo vào tay đúng không ạ, nhưng mà cái bộ này của nhà em thì nó kèm thêm một cái để mình rũi vào đấy, mình rũi được cái củ quả vào đây này, xong bắt đầu mình lia đấy.
tiện cực kỳ và dễ đơn giản, giá chỉ có mấy chục nghìn thôi, còn được phơi đi ship đến tận nhà. Em để giỏ hàng ở chỗ góc trái bên dưới nhau bác nhá. Xong ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, một bộ nạo rất đa năng luôn. Về các bác bào nạo rau củ quả này, thái lát này, rồi là tạo hoa, rồi là thái hạt liệu các thứ này. Đấy, các bác cho cái lưỡi này vào, cái lưỡi rất là sắc luôn. Đấy, các bác thái hạt liệu các thứ này, các bác về các bác lắp vào xài. Mình dùng cái loại nào thì các bác lắp vào đấy. Ở trên này thì là cái dạng bào lát, bào hoa. Còn đây là cái khuôn để các bác dùng để các bác cho cái khuôn này vào để các bác thái hạt liệu. Đấy, các bác cho rau củ đây, các bác sập xuống cái, thế là nó sẽ tuồn ra cái dưới này, thế ok ra, rất ok. Đấy, một bộ này rất chắc chắn luôn, bằng nhựa ABS cao cấp nhá, chắc chắn ok. Giá thì bình dân thôi, 90.000 nhá, bộ nạo 14 món 90.000 một bộ. Tiếp theo thì về tiếp cho bác cái mã hàng, đó là cái bình tông của bộ quốc phòng này. Đấy, báo giá bác luôn 110.000 một cái bình tông thôi nhá. Đấy, về các bác đựng nước, đựng rượu, đi làm đi chơi rất tiện dụng luôn. Đấy, 110.000 một cái bình tông 2 lít nha, dung tích của nó 2 lít nhá, bình tông của bộ quốc phòng nhá. Đấy, hàng thanh lý, hàng tồn kho của bộ quốc phòng CCCP này. Đấy, các bác nhìn cái biểu tượng biết luôn này. Đấy, biểu tượng hình búa liềm này. Và cái bình này thì sẽ gồm là một thân bình này, một thân bình đi kèm là một cái bao đựng bằng da nhá. Đấy, đằng bằng da có cả dây đeo luôn, rất xịn sò, ok nha. Đấy, đây là cái bao da để đựng này. Đó, bao da đựng. Còn đây là cái bình này, bình chất liệu bằng inox 324, dày dẫn chắc chắn cực kỳ luôn. Đấy, nó thiết kế theo cái dạng bình tông nhá. Đấy, su 324 chắc chắn ok. Đây là cái phần nắp của nó này. Đấy, cần nắp của nó nhá. Nắp của nó làm kiểu dạng nắp chống bị rơi mất nhá, rất là cẩn thận luôn. Đấy, thiết kế rất ok. Đấy, lúc nào dùng thì các bác mở ra, dùng không dùng các bác đậy vào, kín đáo ok luôn. Các bác đựng rượu này, đựng nước này, đựng dung dịch các thứ này. Đấy, mang đi chơi. Cái này thì chủ yếu là các bác hay đựng rượu. Đấy, đựng rượu mang đi nhậu rất hợp lý luôn. 2 lít. Đấy, làm mỗi bác một cái xị này là đúng bài luôn. Đấy, về các bác đấy có cái bao da này, đựng vào nhìn nó khác bọt hẳn này. Đó. Đây, có cúc lẫy cài ok, dây đeo ngon lành nhá. Đấy, bình tông của bộ quốc phòng nhá các nhá, bình tông hàng thanh lý ôm tồn kho thanh lý của bộ quốc phòng CCCP này. Đấy, búa liềm này đó, chỉ có 110.000 một cái thôi nhá, 110.000. Lên mã giúp em sẽ là cái bình tông 2 lít nhá, 110k một cái, bao gồm là một cái bao da bên ngoài và đi kèm là cái bình bên trong. Đấy, một bộ này là 110k, dung tích của nó sẽ là 2 lít các nhá. Kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá. Kính lúp có đèn báo em báo giá luôn 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác xài, muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A. Các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, à hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này, và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Con này nó phải lấy nét là cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét là cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại, chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó, đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này, em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình, đấy là nó có một thêm những cái đèn trợ sáng này, ba đèn luôn, là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k, và em báo luôn là
Kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá, và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử, em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ là, gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn. Về các bác lắp pin vào là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3 chiếc A vào, sau đó là các bác bật cân lên này. On này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn, vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này. Hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng, và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gram từng lạng một các nhá. Thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này. Nút Tarea là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau. Ở đây thì em đang để là kg. Các bác có thể điều chỉnh về là LB này, Zin này, rồi là OZ. Mấy cái này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì hai cân kg thôi. Đấy là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi đây về thì các bác rút xem này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy, thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cần cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây. Đó. Và khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg. Đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 g này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn. Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút Tarea. Đấy, thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này. Đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy, các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó, và các bác giữ yên một chút. Nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này. 0,085 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy, thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn. Rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mà nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi thì các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đấy là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái, các bác cứ lên mã nhá, sẽ là cân móc điện tử. Hay còn gọi là cân móc cân C1 các nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gram từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay, rồi ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử ở trên luôn. 60.000 một cái cân móc điện tử, hay còn gọi là cân móc C1 nhá. 60.000 một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi. Sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào số tuyến hiền thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em đang gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1-3A, và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000 mAh. Đó, khi mà các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy, thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này,
Ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này, cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V, đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm với cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu các bác này, thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB này, các bác cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp nguồn 220, thì khi mà cắm vào nó sẽ lên điện báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên điện báo luôn. Và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 1850 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại bên em đang bán là 20.000 một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em còn các bác có pin rồi thì không cần. Còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy, thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy, thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài. Và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A. Tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 1850 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình là sai. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này, giá của nó sẽ là 20.000 một viên không nhá. Đấy, 20.000 một viên, thì cái này nó cũng dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này. Cái pin này nó chung, cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc, nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về, đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy, còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mạng, em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá đây rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ tự linh với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này là cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cái cục sạc Samsung. Đấy, thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần, các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu, vướng víu này. Đấy, rồi là nó không thẩm mỹ cái thứ giờ, dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi, đi công tác các thứ giờ, hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy, thì các bác mua cho em con này về không cần vì dây dợ gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này, các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá. Còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn, các bác di thôi,
là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây, cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán đó bác, nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90.000 nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây, cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái, nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, em gì cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chuông này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của em này. Đấy, bấm ngon lành, các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, có nhìn thấy con chuột đây em đang gì này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, là tay em đang gì đây. Đây, tay em đang gì đây. Đấy, tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này, đấy, thấy không? Đây. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy, cứ thế là dùng, và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 ngày cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn, bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo như em nhá. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhá. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy cái con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Tiếp theo thì em về tiếp cho bác cái mã gen con nhiệt này. Nhiều bác cứ hỏi là cái gen con nhiệt bên em có bán lẻ hay là bán kiểu dạng ít ít một không, thì nhiều khi các bác là dùng không hết. Đấy thì đây bên em sẽ bán theo một cái bó nhỏ này là 10.000 một bó nhá. 10.000 bó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là một cái combo một bó gen con nhiệt này. Một cái bó này của nó sẽ gồm có là 5 sợi nhá. Đây này thì em đã cắt sẵn ra đấy và gói nhỏ nhỏ thành một bó này. Đấy của nó sẽ là 5 sợi nhá, 5 sợi từ to nhỏ này. 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi, 5 sợi nhá. 5 sợi là từ 1 ly nhá, sợi nhỏ nhất của nó sẽ là 1 ly cho đến sợi lớn nhất của nó sẽ là sợi 5 ly nhá. Cái này là dòng gen co nhiệt nhá, khi mà các bác hơ lửa hoặc là kho nhiệt thì nó sẽ co vào nhá, thay kiểu dạng băng dính điện cái thứ ra thì các bác chuyển sang dùng cái gen co nhiệt nhá. Đấy các bác xỏ vào dây điện sau đó các bác hơ vào nó sẽ co vào nhá. Đấy thì đây một cái combo này nó chỉ có 10.000 thôi, về các bác dùng gia đình cái thứ ra. Đấy, gia đình thì không hay dùng nhiều, dùng ít thôi thì các bác mua cho em cái cục này, nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, bỏ ra cho giúp em là 10.000 một cái combo 5 sợi gen con nhiệt đã bó sẵn vào thành một bó nhỏ nhỏ này các bác nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là combo hoặc là một cái bó gen con nhiệt nha, thì sẽ có giá là 10.000 thôi các bác nhá, giá 10.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, một số mã hàng thanh lý em xả kho cho bác luôn, đồng giá là 10.000 luôn, giá rất rẻ luôn nhá, chỉ có 10.000. Về dùng gia đình một bó là cho em thỏa mãn rồi. Đấy, vì gia đình dùng ít, bác nào thợ thiền thì có thể mua thêm. Đấy, còn nói chung là gia đình thì các bác dùng 10.000 như thế này thì thoải mái luôn rồi. Đó, một bó gen con nhiệt đó, hoặc là một combo 5 sợi gen con nhiệt này là 10.000 một combo nhá. Là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy, hàng chuẩn của Singapore, rất xịn sò, ok. Đấy, rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em nên yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này.
Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế để an toàn là không trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Rồi, các hàng rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy, còn nếu các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. À, hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô via chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nha. Đó, giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập, đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào này. Đấy, đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy, các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Của bạn đi. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nha. Đó, rất là hay. 15k một chiếc phích cắm gập nha, 15k một chiếc. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món, hàng về shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá.
và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có cái giá này đâu các bạn. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, made in Germany nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. À, 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy, một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy, 5 lớp luôn này. Đấy, song to. Hàng này 5 đáy, 5 lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này, đó. England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Đó, một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó cũng đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này. Có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây, một con này nữa này. Đấy, một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này, hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá. Chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dẫn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đây, có vung viếc ngon lành luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có dơ khoảng tầm 25 cm nhá. Dơ khoảng tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng 5 đáy này. Đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này. Chắc chắn bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. Toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1, 2, 3, 4 4 cái nồi này. 4 cái nồi có quai quai B này. Một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này. Và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó, em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy, chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá. Ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhé. Em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy, các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn. Hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá. 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó, thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại. Tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá. Đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái.